chương 715 như thế nào liền túng đâu. Hắn biết hắn có sai. Thái hậu bình an mạch hàng ngày là hắn xem, nhưng gần nhất hắn bận về việc tấn chức hoàng cấp luyện dược sư, cho nên làm chuyện này thác cho cấp dưới. Thế cho nên ra lớn như vậy bại lộ quân võ đế nhìn chầm chầm phượng vũ, ánh mắt sâm hàn. Phượng vũ trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, đây là thân thể bản năng phản ứng, nàng vô lực chống cự nhưng là tuy rằng ở quân võ đế uy áp hạ tim đập như mệt thở hổn hển như nghiêu khớp hàm run lên nhưng phượng vũ vẫn là bạc thân nói thỉnh bệ hạ ký tên võ đế tức giận đến tàn nhẫn hắn chỉ vào phượng vũ thật cho rằng trẫm không dám giết ngươi dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử ở trên đất này dân nào mà không phải là dân của thiên tử hắn là quyền sinh sát trong tay đế vương phượng vũ chỉ phủ phục trên mặt đất không có một câu bên nói phòng vương phi lo lắng nàng chính quỳ gối phượng vũ bên người lúc này chính hạ giọng cắn răng gấp giọng nói tiểu vũ tiểu vũ người nhưng thật ra mau trả lời ứng a phòng vương phi đều tưởng một cái tát chụp phượng vũ trên đầu này phá hài tư tưởng gì đâu người muốn thật trị hỏng rồi thái hậu người cho rằng này một phần miễn trách thanh minh thư thật có thể miễn trách a còn không phải bệ hạ nói chém đầu liền chém đầu chúng ta vị này bệ hạ không tức giận thời điểm tính tình nhìn không tồi nhưng sinh khí lên kia huyết vũ tinh phong sát phạt quyết đoán nhưng một chút đều không mang theo do dự phượng vũ vẫn là không nói gì quân võ đế gắt gao nhìn chằm chằm phượng vũ này nha đầu túi quật cường tính tình cùng quân lâm uyên là giống nhau giống nhau đúng lúc này trên giường lão phật gia thân mình đột nhiên run rẩy lên không tốt sở y lệnh kinh hô một tiếng lão phật gia phát bệnh mau mau bệ hạ lại không cứu chị thái hậu tánh mạng khó giữ được a à. nhưng mà quân võ đế còn không có nói chuyện phượng vũ cũng đã bay nhanh nhảy qua đi nhanh chóng cho thái hậu trị liệu nói dỡn vừa rồi nàng là ở dùng sinh mệnh thử vị này cao thâm khó đoán đế vương nhẫn nại độ bởi vì chỉ có thử ra quân võ đế cuối cùng nhẫn nại độ về sau hành xử nàng liền nhiều một phần chắc chắn cùng tự tin giống hôm nay cơ hội như vậy cơ bất khả thất thời bất tái lai hiện tại bệ hạ đã bị nàng bước đến bạo nộ bên cạnh nàng muốn lại không túng liền chờ đi tìm chết đi quân võ đế bị phượng vũ này cũng hành động cấp làm cho sững sờ ở tại chỗ nhà đầu này vừa rồi còn một bộ thề sống chết không nhận thua tư thế hiện tại lập tức liên túng bệ hạ thanh người thanh người a đến lúc đó ảnh hưởng đến thái hậu nga cao cao tại thượng quân võ đế thực nhân tính hóa nga một tiếng thẳng đến nga xong tại ý thức đến chính mình nói gì đó hắn bất quá hiện tại đã không cần quân võ đế nói chuyện những người khác đều đã bước nhanh ra bên ngoài triệt như vậy nguy hiểm sự ai ngờ tham dự a à, nếu lão phật gia có bất chắc gì sẽ chết người hảo sao chẳng qua độc cô hoàng hậu trước khi rời đi cặp kia tôi độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phượng vũ nàng thật là tưởng không rõ vừa rồi như vậy khẩn trương không khí dương cung bạc kiếm bầu không khí hai bên chính diện cương ai trước nhận thua ai liền thật mất mặt a à, chính là phượng vũ nàng như thế nào đột nhiên liền cùng con khỉ dường như nhảy đi lên cứu thái hậu đâu sau đó liền rất nhẹ nhàng đem dương cung bạc kiếm không khí cấp hóa giải đâu nói tốt bức bệ hạ ký tên đâu nói tốt không ký tên liền không trị liệu đâu nói tốt cốt khí đâu Độc cô hoàng hậu đi ra thời điểm cả người đều là ngốc a. À. Trời biết vừa rồi nhìn đến phượng vũ to gan lớn mật cùng bệ hạ dỗi thời điểm nàng nội tâm có bao nhiêu kích động nhiều hưng phấn chính là như thế nào phượng vũ đột nhiên liền dây túng đâu. Làm hại bệ hạ cũng không biết làm gì phản ứng đâu. Tấu chương xong. Chương 716 chị hết sao? Trong nhà. Phượng Vũ cũng không biết độc cô hoàng hậu kia khúc chiết ly kỳ lên xuống vập phòng nội tâm, giờ phút này nàng đang ở chuyên tâm chi lực thái hậu. Những người khác đều bị thanh đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có Phượng Vũ, quân võ đế, còn có sở y lệnh. Bệ hạ, sở y lệnh, các người cũng đi ra ngoài. Phượng Vũ thanh âm bình tĩnh, quân võ đế nhìn chằm chằm Phượng Vũ, nha đầu, ngươi xác định. Bị người nhìn chằm chằm, ta chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực, Phượng Vũ không có khác vô nghĩa. Trên thực tế, nàng linh lực không thể làm cho người khác mặt sử dụng nếu không liền sẽ bị người biết nàng trong thân thể có được linh lực bí mật này. Võ đế cảnh cáo tính nhìn chằm chằm phượng vũ lướt mắt một cái, nếu thái hậu có việc, ngươi hiểu. Nói xong, võ đế mang theo sở y lệnh đi ra ngoài. Sở y lệnh nhưng thật ra tưởng lưu lại, hắn muốn nhìn một chút phượng vũ là như thế nào trị liệu, bởi vì hắn đến bây giờ đều vẫn là ngốc đâu. Chính là quân võ đế đều đi ra ngoài, hắn còn có thể như thế nào? hắn chỉ có thể ai oán nhìn phượng vũ liếc mắt một cái cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài phòng nội chỉ còn lại có phượng vũ một người nàng móc ra một lọ trước kia luyện chế dung huyết dược tề cho thái hậu ăn vào thái hậu não huyết nhọt nứt toạc hiện tại toàn bộ lô nội huyết áp tiêu thăng sinh mệnh dấu hiệu vẫn luôn ở hạ thấp cho nên phượng vũ ngay từ đầu liền lấy ra đòn sát thủ dung huyết dược tề sau đó phượng vũ mới vươn tay phải ngón trỏ vạch trần thái hậu giữa mày chỗ theo tay nàng thế sau này kéo một đạo máu đen huyết tuyến từ thái hậu trong não ra bên ngoài chảy ra. Phượng Vũ trực tiếp đem kia nói huyết tuyến rót vào đến trống trơn ấm trà trong vòng. Kia huyết khối cũng đã bị hòa tan thành máu loãng cùng nhau từ thật nhỏ miệng vết thương chảy ra. Cuối cùng, Phượng Vũ ngón tay một mặt thái hậu giữa mày kia thật nhỏ miệng vết thương liền đã khỏi hợp thật giống như chưa bao giờ từng bị vạch trần giống nhau. Ngoài cửa. Độc cô hoàng hậu nhìn chầm chầm sở y lệnh, sở đại nhân, người có lầm lẫn không? Kia nha đầu y thuật thật sự có thể. Sở y lệnh bất đắc dĩ cười khổ. Nếu phía trước cứu trị quá thái hậu người thật là nàng lời nói, kia nàng y thuật liền thật sự ở ta phía trên. Sở y lệnh cũng là cái tâm khoan. Làm được hắn vị trí này, dược y cục tối cao trường quan, hẳn là sẽ thực kiêng kỵ người khác y thuật so với hắn cường. Đại đó là vị này sở y lệnh trong mắt nhìn đến cũng chỉ có y thuật mà không phải ghen ghét nguyên nhân chính là vì như thế quân võ đế mới càng cao liếc hắn một cái tu luyện tu luyện không chỉ có là tu thân càng quan trọng là tu tâm độc cô hoàng hậu nắm chặt khăn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cánh cửa nếu nếu phượng vũ chị đã chết lão phật ra như vậy này bất công cố chấp lão thái bà sẽ không bao giờ nữa sẽ quấy dày nàng sinh hoạt phượng vũ cũng sẽ chết cho nên trời xanh phù hộ nhất định làm phượng vũ thất thù a à? độc cô hoàng hậu ở trong lòng mặc niệm một lần lại một lần. Ngươi đang làm gì? Phong vương phi nhìn chầm chầm độc cô hoàng hậu. Độc cô hoàng hậu hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây, chừng mắt phong vương phi, đương nhiên là vì thái hậu lão Phật gia cầu phúc. Bằng không ngươi cho rằng ta đang làm gì? Ta cho rằng ngươi ở nguyền rùa thái hậu. Ngươi! Độc cô hoàng hậu gắt gao chừng mắt phong vương phi quả thực khí đỏ mắt bệ hạ độc cô hoàng hậu túng quân võ đế áo choàng lã chã trực khóc phong vương phi đây là muốn bức tử ta sao bệ hạ ngài cần phải vì ta làm chủ a bệ hạ thanh triệt xinh đẹp trong mắt xương mù mờ mịt lã chã trực khóc khóc hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương nếu là trước kia bệ hạ còn sẽ thương tiếc vài phần nhưng là hiện tại quân võ đế căn bản vô tâm tình lý nàng chỉ hét lên một tiếng đừng nháo tấu chương xong chương 717 lời này là ý gì năm? Độc cô hoàng hậu càng thêm hận bên trong thái hậu cùng phượng vũ. Đúng lúc này kéo kẹt cửa mở. Như thế nào? Phong vương phi cái thứ nhất hỏi. Phượng vũ nhàn nhạt gật đầu hướng trong đi, vừa đi một bên nói, trị liệu thực thành công, thái hậu trong đầu huyết ô đều đã xử lý tốt, bất quá này chỉ là trị phần ngọn, còn không thể trị tận gốc. Lời này là ý gì? Quân võ đế cặp kia hung ác nham hiểm mắt đen, hàn băng dám nhìn chằm chằm phượng vũ. Chị phần ngọn ý tứ chính là, lần này đã rõ ràng xong, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân bệnh, từ nguồn cội chữa khỏi ổ bệnh, Thái hậu lão Phật ra bệnh, còn sẽ tái phát, lần sau lại tái phát nói. Thần tiên cũng khó cứu. Như vậy nghiêm trọng, quân võ đế hắc mặt, hắn cặp kiêu uy nghiêm mắt hổ nhìn chầm chầm sở y lệnh. Sở y lệnh đều cấp quỳ, bệ hạ, là vi thần sai. Trong khoảng thời gian này bận về việc tấn chức hoàng cấp luyện dược sư thế cho nên. Quần võ đế không có lại xem sở y lệnh mà là nhìn chằm chằm Phượng Vũ, người nói muốn như thế nào chị? Phượng Vũ nhàn nhạt nói, Thái hậu tuy rằng là não bệnh, nhưng ổ bệnh mới bắt đầu với thận, thận mệt không thể dưỡng gan, gan dương hóa nhiệt, đàm hỏa nội bế. Thế cho nên lão Phật ra bệnh tình nguy kịch cơ thật mạnh. Chúng ta dược sư có câu tổ huấn, cấp tác trị phần ngọn, hoãn tác trị tận gốc, hiện giờ nhất cấp thời điểm đã qua đi, cho nên có thể chậm rãi trị tận gốc, cho nên, hẳn là đương từ thận bắt đầu. Quân võ đế cặp kia uy nghiêm hung ác nham hiểm hàn mắt nhìn chầm chầm Phượng Vũ. Phượng Vũ một bên chấp bút, một bên từ từ kể ra, trước dùng tiêu dao tán, dưỡng gan ắt phong, tiêu hóa đàm hỏa, sau đó dùng cây táo chua nhân dược tề uy nhập. Dưỡng gan an thần quân võ đế liếc sở y lệnh liếc mắt một cái. Sở y lệnh nghe xong vội gật đầu, đúng đúng đúng, quá đúng. Quân võ đế, hắn nhìn chầm chầm Phượng Vũ chiếu người lời nói, Thái hậu khi nào sẽ thức tình mỗi cách một canh giờ uy một lần dược ba cái canh giờ sau thái hậu liền sẽ thức tỉnh chẳng qua khi đó nàng cũng chỉ là ý thức thanh tình hành động lại vẫn là không tiện quân võ đế gật gật đầu phượng vũ tuổi này thật sự làm người đối nàng y thuật sinh ra hoài nghi nhưng là nàng hành động lại làm người lau mắt mà nhìn hiện tại chỉ chờ ba cái canh giờ lúc sau quân võ đế xua xua tay ý bảo phía dưới người đi bắt dược chờ đợi quá trình mỗi một phút mỗi một giây đều là dài dòng thật vất vả ba cái canh giờ rốt cuộc tới rồi chính là, lão Phật gia lại không có thức tỉnh dấu hiệu. Độc cô hoàng hậu vừa thấy, tức khắc nhéo trong tay khăn, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phượng vũ, phượng cô nương, người không phải nói, ba cái canh giờ sau quá sẽ khôi phục ý thức sao? Chính là hiện tại, thái hậu còn không có khôi phục ý thức. Phượng vũ nhìn chầm chầm thái hậu, trong mắt hiện lên một mặt quái dị chi sắc. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phượng Vũ, quân võ đế càng là không nói một lời nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Ánh mắt hung ác nham hiểm, thâm trầm, sắc bén. Phượng Vũ ánh mắt càng thêm quái dị, nàng đi đến lão Phật gia bên người, ngón tay đáp ở lão Phật gia trên cổ tay. Sau đó, nàng thu hồi tay, chậm rãi đứng lên. Phượng Vũ, người có phải hay không đem lão Phật gia trị hỏng rồi? Lão Phật gia có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại? độc cô hoàng hậu thẳng chỉ yếu hại. Trong nháy mắt, quân võ đế ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà đáng sợ. Sát ý hôi hồi, Phượng Vũ vẫn là không nói gì. Độc cô hoàng hậu càng thêm chắc chắn, Phượng Vũ nhất định là đem thái hậu cấp trị hỏng rồi. Trong lúc nhất thời, nàng trong mắt có chợt lóe mà qua vui sướng khi người gặp họa. Phượng Vũ chết chắc rồi, cái này nàng thật sự chết chắc rồi. Nhưng mà, liền ở độc cô hoàng hậu trong lòng vạn phần đắc ý thời điểm, bỗng nhiên tấu chương xong. chương 718 khiếp sợ. 6. Sở Y lệnh đi lên bắt mạch, đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên phi thường kỳ quái. Mọi người đều khó hiểu nhìn hắn, này Sở Y lệnh trên mặt hiện lên một mặt quái dị chi sắc này, tại sao lại như vậy? Mọi người đều tò mò cực kỳ. Rốt cuộc là ra sao, ngươi nhưng thật ra mau nói a. À. Chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi a, à? Phong Vương phi hỏi trực tiếp nhất. Sở Y lệnh vỗ đùi, chuyện tốt nhi a. À? này tuyệt đối là rất tốt chuyện này à chẳng lẽ các ngươi không phát hiện lão phật gia trên người nhiều một chút linh lực sao gì bao gồm hoàng đế ở bên trong mọi người giờ phút này trong mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. sở y lệnh không có nói tình mọi người đều còn không có chú ý tới kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở đại gia thật đúng là phát hiện lão phật gia trên người có linh khí lão Phật gia nam đó chịu qua trọng thương, hơn nữa tuổi tác đã cao, nhiều chỗ huyệt đạo ứ đổ, nếu linh khí thật sự thông, kia đối thân thể của nàng có phi thường đại chỗ tốt. Sở y lệnh khó nén kích động chi sắc. Hơn nữa. Quan trọng nhất chính là sở y lệnh kích động nhìn quân võ đế, bệ hạ ngài còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngài đề qua sự sao. Lão Phật gia thọ nguyên gần A, quân võ đế sắc mặt không phải giống nhau hắc sở y lệnh kích động liên tục nhưng là hiện tại linh khí một khai, ứ đổ huyệt đạo khơi thông, lão Phật gia thọ nguyên là có thể gia tăng. Đây là có thể kéo dài tuổi thọ đại sự A, quân võ đế trên mặt rốt cuộc xuất hiện kích động chi sắc thật sự. Thật thật thật, thiên chân bạn xác thật, sở y lệnh còn không quên hỏi Phượng Vũ, Phượng Cô Nương, đúng không? Phượng Vũ gật đầu, xác thật như thế. Quân võ đế đại hì giống hắn như vậy thuần hiếu người, làm được hoàng đế vị trí này thượng đã không có khác theo đuổi, nếu lão Phật gia có thể sống lâu mấy năm, hắn trả giá lại nhiều đại giới đều sẽ đáp ứng. Hảo, hảo hảo, quân võ đế hít sâu một hơi, đây là chuyện tốt. Độc cô hoàng hậu đều là ngốc, nàng tưởng không rõ, vì cái gì ông trời liền như vậy ái cùng nàng đối nghịch đâu. Nàng tưởng cái gì thành, cái gì thành không được, không chỉ có thành không được. Còn sẽ trái lại thành toàn phượng vũ. Chẳng lẽ nói, Phượng Vũ là thiên đạo thân khuê nữ? Chính là lão Phật gia còn không có tỉnh đâu nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Lúc này khác phi tử không ở, không có thương có thể xử. Độc cô hoàng hậu chỉ có thể chính mình động thân mà ra thứ Phượng Vũ. Cũng không biết độc cô hoàng hậu như thế nào như vậy xui xẻo, nàng mới vừa nói xong câu đó đâu, trên giường hai tròng mắt nhắm chặt lão Phật gia, ngón tay liền nhúc nhích một chút. Phong Vương phi kích động, lão Phật gia ngón tay động. Vừa rồi ta thấy. Sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến vị này đế quốc tôn quý nhất nữ nhân mở cặp mắt kia. Trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều có chút ngẩn ngơ. Bởi vì theo tuổi biến lão, lão Phật gia đôi mắt trở nên vẩn đục, hơn nữa trong mắt còn có màu trắng mơ hồ một đoàn, thế cho nên lão Phật gia thị lực vẫn luôn đều rất mơ hồ. Nhưng là hiện tại, lão Phật gia mở to mắt cặp mắt kia lại như là bị thủy tẩy quá giống nhau, sạch sẽ trong suốt, giống như trẻ con đôi mắt cho nên, mọi người xem đến lão Phật ra đôi mắt khi mới có thể như vậy kinh ngạc. Này độc cô hoàng hậu sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Không có người nâng, lão Phật ra tự mình liền ngồi đi lên. Mọi người, phải biết rằng, ba cái canh giờ phía trước, lão Phật ra còn lô nội cao áp não bộ rong huyết sinh tử chưa biết. Hiện tại cứ nhiên liền bản thân ngồi dậy. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tấu chương xong. Chương 719 này nhà ai hài tử a lớn lên thật tuấn bày. Lão Phật gia xoa xoa mày, quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt ngốc mọi người, nàng cũng kinh ngạc một chút, như thế nào nhiều người như vậy. Mẫu hậu quân võ đế đi lên đi, nắm chặt thái hậu tay, mẫu hậu. Ngài cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lão Phật gia nghĩ nghĩ, không thoải mái. Không có a, rất thoải mái. Mẫu hậu ngài còn nhớ rõ hôn mê phía trước sự sao? Quần võ đế quan tâm hỏi. Hồn mê phía trước lão Phật gia nghĩ tới. Tức khắc một phách đầu trong miệng phát ra ai ra đau tiếng hô. Phong vương phi đau lòng không được lão Phật gia Ngài vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đâu. Nhưng ngàn vạn đừng chụp đầu. Phía trước nghe được nói lão Phật gia trong đầu huyết nhọt bạo liệt nàng thiếu chút nữa không bị hù chết. Lão Phật gia còn không có cẩn thận nghe phong vương phi nói. Lại trước chảo một cái đã bắt được nàng, nhã nhã kia phượng vũ nhà đầu tuổi còn trẻ y thật sao có thể sẽ hảo không chừng như thế nào lừa ngươi ai ra nghĩ nghĩ Người có thể nhiều ban thưởng nàng một ít đồ vật nhưng là này khuê nữ a à, ta không nhận trong lúc nhất thời ở đây người đều dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn thái hậu phong vương phi muốn nói lại thôi lão phật ra một phách phong vương phi đầu nghiêm túc mặt nghe minh bạch không có kìa nhà đầu lừa ngươi đâu không cần thu nàng làm nghĩa nữ quân võ đế tức khắc giờ khóc giờ cười mẫu hậu lão phật ra chừng mắt quân võ đế ngươi cũng là ai ra biết ngươi sùng muội muội nhưng lúc này các ngươi cũng phải nghe lời của ta lão tiểu hài lão tiểu hài hiện tại này tùy hứng lão phật ra nhưng còn không phải là cái lão tiểu hài sao phong vương phi tức khắc giờ khóc giờ cười nghĩ đến nàng lão nhân gia vừa rồi trải qua sinh tử hiện tại lại sinh long hoạt hổ phong vương phi quay đầu lại lôi kéo phượng vũ đầy cõi lòng cảm ơn chi tình nha đầu lúc này thật là quá cảm tạ ngươi. Gì? lão Phật gia lực chú ý rơi xuống phượng vũ trên người, trước mắt tức khắc sáng ngời, này nhà ai hài tử A, lớn lên thật tuấn. Lão Phật gia tuổi này lão nhân. Tích nhất xem tươi sống xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ, này không, nhìn đến phượng vũ này dung nhan, lão Phật gia tức khắc liền trước mắt sáng người, đứa nhỏ này mỹ nha. Ta xem không thể so tả ra kia nha đầu kém đi. Tả ra kia nha đầu, nhưng còn không phải là tả thanh loan sao? Phong Vương Phi cũng không biết Phượng Vũ cùng tả Thanh Loan ân ân oán oán, nàng cười nói, lão Phật gia hảo nhãn lực nha đầu này lớn lên, so tả ra kia nha đầu còn xinh đẹp đâu. Là đâu là đâu, lão Phật gia nhìn đến xinh đẹp tiểu nha đầu vẫn là thực vui vẻ, vỗ vỗ mép giường, nha đầu, lại đây ngồi. Phượng Vũ giờ phút này nội tâm thật là giờ khóc giờ cười. Bất quá nàng vẫn là tiến lên, ngồi ở lão Phật gia trước mặt. Tên gọi là gì, vài tuổi nhà ai a à, lão Phật ra cái này mặt tuấn nam Mỹ nữ đó là thấy nhiều hơn, huống chi hậu cung ba nghìn giai lệ, các có các Mỹ. Chính là trước mắt nha đầu này, tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, này thật sự là Mỹ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nha đầu này Mỹ, không cụ bị xâm lược tính, Mỹ thân hòa. Mỹ làm người thoải mái, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Phượng Vũ trong mắt mỉm cười, thanh âm đạm nhiên, hồi lão Phật gia nói, ta chính là Phượng Vũ. Phượng Vũ, lão Phật gia ngay từ đầu còn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng là nàng nghi hoặc ánh mắt đối thượng phong vương phi, phong vương phi kia cố nén tươi cười. Phượng Vũ, lão Phật gia kinh hô một tiếng, ánh mắt gắt gao chừng mắt nàng, ngươi là Phượng Vũ, chính là lừa nhã nhã cái kia Phượng Vũ, ngươi cái kẻ lừa đảo, nguyên lai chính là ngươi a, Phượng Vũ nhã nhã tấu chương xong. chương 720 biểu môi ngồi kia giận dỗi. Phong Vương Phi chỉ chỉ chính mình, Phượng Vũ đã hiểu. Lão Phật gia ngài hiểu lầm. Phong Vương Phi ngồi vào Lão Phật gia bên người, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc giải thích ngài lần này sinh bệnh. Thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa liền mất mạng ngài biết không? Lão Phật gia nhíu mày, nàng nhìn quân võ đế lướt mắt một cái, quân võ đế gật đầu. Như vậy nghiêm trọng a à? đúng vậy a à, chính là như vậy nghiêm trọng lúc ấy sự phát đột nhiên sở y lệnh lại không ở là vũ nhà đầu cứu ngài phong vương phi cấp lão phật gia giải thích rõ ràng lão phật gia vũ nhà đầu y thuật hảo đâu ngay cả sở y lệnh đều cam bái hạ phong đâu sở y lệnh đúng hay không lão phật gia có chút ngốc nhìn sở y lệnh sở y lệnh cười khổ bất quá phong vương phi nói cũng không sai những lời này đó đều là phía trước chính hắn giảng vì thế sở y lệnh gật đầu Phượng Vũ cô nương y thuật vô song, sở mẫu người cam bái hạ phong tâm phục khẩu phục. Lão Phật gia cả người đều là ngốc, nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Phượng Vũ, liền này tiểu cô nương. Phong Vương phi gật đầu, lão Phật gia chính là này tiểu cô nương, ngạnh sinh sinh đem ngài từ từ thần trong tay túm đã trở lại. Nếu không có nàng, hiện tại ngài liền không thấy được chúng ta. Vũ nhà đầu y thuật không thể nghi ngờ a. À, lão Phật gia nhìn quân võ đế, quân võ đế khẳng định gật gật đầu lão Phật gia vẫn là cố chấp tỏ vẻ không tin, dù sao chính là không cần tin tưởng. Phong Vương Phi thấy lão Phật gia như thế cố chấp. Không khỏi cười khổ ra tiếng, lão Phật gia, vũ nhà đầu không chỉ có đem ngài cứu sống, lại còn có giúp ngươi khơi thông ứ đổ huyệt đạo, ngươi nhìn xem, hiện tại trong thân thể linh khí. Có phải hay không bắt đầu sống lại? Còn có bực này chuyện tốt. Lão Phật gia một cảm ứng, cư nhiên thật sự phát hiện, đàn điền có một chút không quan trọng hơi thở này. Lão Phật gia tức khắc kích động, túm Phong Vương phi, nhã nhã có linh khí. Thật sự có linh khí. Đúng không? Vương Vương phi cười, lại tận hết sức lực ở thái hậu trước mặt nói phượng vũ lời hay, chúng ta tiểu vũ lợi hại đâu, ngài nói có phải hay không? Lão Phật gia nghĩ đến chính mình vừa rồi làm trò người mặt nói nàng nói bậy, tức khắc có chút xấu hổ. Nàng ngạo kiều mặt, liền tính là như vậy nàng một cái quân võ đế quốc con dân, cứu ai ra này quân võ đế quốc thái hậu, không phải theo lý thường hẳn là sao? chẳng lẽ còn có ý tưởng không an phận không thành lời này phong vương phi không thích nghe cái gì gọi là theo lý thường hẳn là a à, nhân ra lúc ấy nếu tay run lên lão phật gia ngài hiện tại còn có thể ngồi này nói hưu nói vượn đương nhiên phong vương phi vẫn là biết đúng mực nàng chỉ là nhíu mày chiếu ta nói phượng vũ cô nương sở dĩ cứu lão phật gia kia nàng ở tự cứu hẳn là nếu lão phật gia xảy ra chuyện nàng nhưng trốn không thoát quan hệ rốt cuộc lão phật gia sở dĩ ngã xuống đi chính là bị nàng cấp khí. độc cô hoàng hậu lại đúng lúc ra tới soát tồn tại cảm. lão phật gia thật mạnh ừ một tiếng. hoàng hậu lời này nói không sai. ai ra chính là bị nàng khí. ai ra còn không có tìm nàng tính sổ đâu. nàng còn tưởng ở ai ra trước mặt tranh công. a, à, phong vương phi cái chán màu xanh lá mạch máu thịt 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 bảo. nào có như vậy cưỡng từ đoạt lý phượng vũ chỉ đạm đạm cười lão phật ra nói không sai phía trước cứu ngài xác thật là vì tự bảo vệ mình hiện tại ngài không có việc gì ta cũng không có việc gì đây là tốt nhất nói phượng vũ liền phải nói cáo từ phòng vương phi bắt lấy phượng vũ tiểu vũ người cũng không thể liền như vậy không minh bạch đi rồi nàng quay đầu nhìn lão phật ra có chút đau đầu hỏi ngài lão nhân ra hiện tại mới chị tiêu đâu đem vũ nhà đầu khí chạy quay đầu lại ai cho ngài chị tận gốc a à, ngài không để bụng này mệnh chúng ta làm người nhi nữ đau lòng đâu. Lão Phật gia bị phong vương phi huấn, bĩu môi ngồi ở kia giận dỗi. Tấu chương xong. Chương 721 mang nàng đi chỗ nào hai? Phong vương phi nói xong lại bắt đầu hù dọa nàng, lão Phật gia ngày này bệnh, sở y lệnh nhưng chị không được a à. lão Phật gia trừng mắt nàng nhìn sở y lệnh. Sở y lệnh cười khổ, phượng vũ cô nương y thuật ở vi thần phía trên, xác thật như thế. Thái hậu. Thái hậu chưa từng có như hiện tại như vậy nghẹn khuất quá, nàng ngẩng đầu căm giận nhiên chừng mắt phượng vũ liếc mắt một cái. Phượng vũ sờ sờ cái mũi, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Này tùy hứng thái hậu, rốt cuộc vẫn là không thích nàng. Bất quá, không có vô duyên vô cớ không thích khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng qua này nguyên nhân, Phượng Vũ hiện tại tạm thời còn không biết. Phong vương phi lưu lại hống thái hậu. Quân Lâm Uyên liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Từ Ninh Cung ngoại, một bộ giày rộng gió to sưởng quân võ đế từ bóng dáng xem, liền cho người ta một loại siêu cường giả cùng hoàng quyền dung hợp được sau uy hiếp cảm. Bệ hạ Phượng Vũ uốn gối, cung cung kính kính hành lễ. Như vậy quân võ đế cùng từ Ninh Cung nội quân võ đế khác nhau như hai người. Có lẽ là bởi vì ở từ Ninh Cung, bệ hạ thói quen cùng lão Phật ra việc nhà ở chung phương thức. Quả nhiên, quân võ đến nửa xoay người, cặp kia hung ác nham hiểm như ngọn gió mắt đen nhìn chằm chằm phượng vũ thanh âm nếu xương lạnh, ngươi làm không tồi. Đây là quân võ đế đối nàng khẳng định. Nhưng là phượng vũ lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, trên sống lưng hiện lên một mặt mồ hôi lạnh. Quân võ đế nâng bước liền đi, phượng vũ đang ở ngay ra gia gian. Bạch công công đi đến bên người nàng, hạ giọng nhắc nhở, vũ tiểu thư, mau cùng thượng A, Nga. Phượng Vũ không biết quân võ đế muốn đi đâu, chuẩn bị làm cái gì, nhưng nàng chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Vì thế trong hoàng cung liền ra tới một màn này. Quy Hiếp lực cường đại quân võ đế cất bước mà đi. Nhỏ sinh nghiên lệ tiểu Phượng Vũ bước nhanh theo sát. Không bao lâu, Phượng Vũ liền đi vào một tòa nhà tù trước. Nhà tù, tới nhà tù làm cái gì? Chính là, lúc này quân võ đế sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt hung ác nham hiểm thâm trầm, cả người đều tàn mát ra cao thâm khó đoán khí chàng, phượng vũ không dám hỏi, chỉ có thể tiếp tục túng. Đi qua hắc ám mà lớn lên thông đạo, rốt cuộc đi vào nhà giam phía dưới. Phượng vũ trong ấn tượng nhà tù, âm u, ẩm ướt, oi bức, mùi hôi. Nhưng nàng phát hiện trước mắt này tòa nhà tù còn hảo, khô giáo, sạch sẽ, không có mùi lạ. Có thể bị giam giữ ở chỗ này, đều là triều đình trọng phạm nhìn đến bệ hạ lại đây rất nhiều người trên mặt đều hiện lên phức tạp cảm xúc sôi nổi quỳ xuống đất hành quỳ lại lễ vì thế quân võ đế này một đường bước vào bất luận là trong phòng giam phạm nhân vẫn là trong ngục giam ngục tốt tất cả đều quỳ trên mặt đất phủ phục thân mình thần phục ở quân võ đế đế vương uy nghi dưới phượng vũ ở trong lòng tưởng đúng vậy vị này dù sao cũng là quân võ đế quốc đế vương ngồi cửu ngũ tồn tại hắn một ánh mắt là có thể làm nhân thân đầu dị chỗ hắn một câu là có thể làm nhân ra phá người vong phượng vũ thu liễm tâm thần hít sâu một hơi nàng biết nàng vấn đề ra ở nơi nào bởi vì từ hiện đại xã hội xuyên qua qua đi cho nên nàng đối đế vương khuyết thiếu một phần kính sợ chi tâm nhưng trên thực tế đây là cái hoàng quyền chế độ đây là cái dùng võ vi tôn thế giới nàng hiện tại mới bắt đầu khôi phục tu luyện không bao lâu đừng nói ở đế vương trước mặt chính là ở giống nhau triều thần trước mặt thực lực của nàng cũng còn chưa đủ xem cho nên nàng dựa vào cái gì liền dám mất đi kính sợ chi tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, Phượng Vũ cảm thấy chính mình nội tâm thông thấu rất nhiều. Nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện cách đó không xa nhà tù đã mở ra. Mà quân võ đế, đang ngồi ở một trường ghế thái sư tấu trương xong Trường 722 cái gì kêu khuynh quốc khuynh thành? 3 hắn đôi tay lung ở gió to xưởng thần sắc đạm mạc cao lãnh mà xa cách đế vương coi thường thế gian con kiến cái loại này coi thường. Trong phòng giam, một người bị đẩy ra. Đây là một vị mặt chữ điền, thiên đình no đủ, văn nhã nhò nhã trung niên nhân. Nhìn đến quân võ đế trung niên nhân kia lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc có một mặt động dung. Bệ hạ, ngài rốt cuộc không? Trung niên nhân nhìn chằm chằm quân võ đế. Thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh còn có vài phần bảo tồn kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết, hắn tuy rằng làm sai sự, nhưng tội không đến chết, hơn nữa, tả ra tất nhiên sẽ vì hắn bôn tàu, vận dụng các loại nhân mạch quan hệ. Cho nên, quân võ đế sẽ không giết hắn, thậm chí cho hắn trừng phạt đều sẽ không quá nghiêm trọng. Phượng Vũ, nói nói, quân võ đế khóe miệng bỗng nhiên dơ lên một mặt độ cung, không chút để ý mở miệng. Nói nói, quân võ đế thật dám để cho hắn nói. Phượng Vũ nhìn chằm chằm tả viện trưởng, trong đầu hiện lên lại là 5 năm trước tả ra một đám người đối nàng đuổi giết. Cuối cùng tả thanh loan thân thủ phế đi nàng một thân tu vi. Năm đó, tả viện trưởng chính là thủ phạm chi nhất. Ha ha tả ra. Ha ha tả viện trưởng. Phượng Vũ đột nhiên đề thanh tả viện trưởng đã lâu không thấy. Tả viện trưởng khó hiểu nhìn Phượng Vũ vị cô nương này là. Tả viện trưởng chẳng lẽ không quen biết ta nếu ngươi không quen biết ta, lại vì sao sẽ bị nhốt ở nơi này? Phượng Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, ngươi là Phượng Vũ. Tả viện trưởng rốt cuộc nhận ra tới. Tiểu cô nương này nở sau biến hóa quá lớn, hiện tại Phượng Vũ cùng 5 năm trước nàng, chỉ có mơ hồ hình dáng giống. Nhà đầu này quá mỹ, ở nhìn đến Phượng Vũ trong nháy mắt, tả viện trưởng cảm nhận được chính là thật sâu uy hiếp nhà bọn họ tả thanh loan vẫn luôn lấy đế đô đệ nhất danh viện tự cho mình là, bất luận là dung mạo vẫn là thiên phú, hoặc là tu vi. Chính là hiện tại tạp viện trưởng nhìn đến phượng vũ ánh mắt đầu tiên, đã bị nàng dung mạo kinh sợ ở. Cái gì kêu đẹp tiệt nhân gian? Cái gì kêu khuynh quốc khuynh thành? Cái gì kêu điên đảo chúng sinh? Nhà đầu này hiện tại còn không có hoàn toàn nảy nở liền đã như thế, chờ nàng hoàn toàn nảy nở. Tả viện trưởng quả thực vô pháp tưởng tượng đương tả Thanh Loan nhìn đến phượng vũ này trương dung nhan thời điểm sẽ là như thế nào phản ứng. Ta chính là phượng vũ. Cái kia bị tả viện trưởng điều bài thi thiếu chút nữa thi rất cuối cùng bị anh minh thần võ bệ hạ một lần nữa đem bài thi tìm trở về phượng vũ. Phượng vũ đạm cười nhìn tả viện trưởng. Tả viện trưởng sắc mặt cứng lại, loại này bị người trước mặt mọi người và mặt cảm giác mặc dù hắn lại đa mưu túc trí cũng sẽ mặt đỏ. Nhất viện trưởng ngước mắt cặp kia âm lãnh mắt nhìn chằm chằm phượng vũ quá bình tĩnh tả viện trưởng vẫn luôn ở quan sát phượng vũ vẫn luôn ở lấy nàng cùng tả thanh loan làm tương đối ở không thấy được phượng vũ phía trước tả viện trưởng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhà hắn tả thanh loan chính là đế đô đệ nhất danh viện không hề tranh luận chính là hiện tại nhìn phượng vũ hắn tin tưởng dao động tả viện trưởng phản ứng đầu tiên chính là dò xét phượng vũ linh lực không có linh lực, Tà viện trưởng chậm rãi thở ra một hơi. Nếu uy hiếp giải trừ, Tà viện trưởng liền đem Phượng Vũ bỏ qua, bệ hạ tội thần oan uổng. Quân võ đế nhìn chằm chằm vào Tà viện trưởng, giờ phút này nhìn Tà viện trưởng trên mặt biểu tình. Cặp kia thâm thúy hung ác nham hiểm mắt rốt cuộc hiện lên một mạt cao thâm khó đoán hàn ý. Nói nói Quân võ đế không chút để ý, tả viện trưởng nhìn chằm chằm phượng vũ lướt mắt một cái, nghiêm túc nói, bệ hạ rút hồ sơ từ sự, là ngô chủ nhiệm vì lấy lòng vi thần việc làm. Nhưng là vi thần từ đầu đến cuối đều cho rằng, hắn làm điều thừa. Nga, quân võ đế khí định thần nhàn, tả viện trưởng rất bình tĩnh, bệ hạ, phạm tội quan trọng nhất chính là động cơ, như vậy xin hỏi, tội thần trộm phượng vũ bài thi, động cơ ở nơi nào? Tấu chương xong. chương 723 đã chết bốn. Quân võ đế thần sắc nhàn nhạt lại điện. Bệ hạ, phượng vũ cùng ta tả ra duy nhất giao thoa chính là tả viện trường tưởng nói quân điện hạ. Nhưng tả thanh loan cùng quân lâm nguyên sự còn chỉ là thương nghị, sợ chọc giận bệ hạ tả viện trưởng liền thay đổi một câu. Duy nhất giao thoa chính là đã từng phượng vũ cùng nhà của chúng ta tả thanh loan đều có được phượng hoàng thật huyết. Quân võ đế gật đầu nhưng là sau lại, Phượng Vũ bởi vì trong mắt nguyên nhân mất đi, nàng thành phế Vũ, mà chúng ta tả thanh loan tắc thẳng tiến không lùi một bước lên trời. Hiện tại nhà của chúng ta tả thanh loan đã là linh tôn cảnh. Như vậy xin hỏi bệ hạ ta, thân là tả gia cao tầng, lại vì sao phải đối phó như vậy một cái phế Vũ đâu? Nàng yêu cầu ta đường đường tả hách tới đối phó sao? Nàng có tư cách này sao? Tả viện trưởng nhìn chầm chầm Phượng Vũ, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường năm đó tả thanh loan nhất ý cô hành một hai phải bại lộ thân phận đi phế phượng vũ lúc ấy gia tộc người đều không có sợ hãi bởi vì phượng vũ không có hậu trường phượng gia không có hậu trường chính là phế ngươi thế nào ngươi dám nói sao dám đi giải oan sao tả viện trưởng ở trong lòng cười lạnh giống bệ hạ như vậy thượng vị giả chỉ sợ ai có thể vì hắn sử dụng đã trở thành phế vật phượng vũ lại như thế nào đáng giá hắn đại động can qua phượng vũ cũng biết cho nên chuyện này đến bây giờ như cũ là bí mật nàng chỉ có thể cùng huyết đi xuống nuốt quân võ đế không chút để ý ánh mắt rơi xuống phượng vũ trên người người nói đi quân võ đế thái độ ba phải cái nào cũng được mà giờ phút này phượng vũ nàng thực không cao hứng bởi vì nhìn đến tà viện trưởng liền nghĩ tới đã từng kia một hồi bị nghiền áp tàn sát nàng chết không đủ tích chính là mỹ nhân sư phụ lại vì nàng mà lâm vào lâu dài hôn mê liền tính về sau mỹ nhân sư phụ có thể thức tỉnh, nhưng này mất đi 5 năm thời gian, ai tới bồi nàng. Phượng Vũ không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ biết nàng muốn trả thù. Bệ hạ Phượng Vũ đứng ra, lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng quân võ đế, việc này ngay lúc đó thị phi đúng sai. Phương các lão đã toàn bộ cùng ta đã nói rồi, cho nên ta sẽ không theo tà viện trưởng biện luận. Nga, bệ hạ ta cứu thái hậu. Đúng vậy, như vậy, ân tình này liền đổi tà viện trưởng mệnh đi phượng vũ lời còn chưa dứt thân hình đã là giống một đoàn ngọn lửa chiều tả viện trưởng thẳng tắp mà đi ở đây người tất cả đều không có phản ứng lại đây thời điểm phượng vũ trong tay thủy thủ đã thật sâu hoàn toàn đi vào tả viện trưởng trái tim chỗ tả viện trưởng có thể ngồi trên đế quốc học viện viện trưởng chi vị người thực lực có thể kém đi nơi nào tuyệt đối là đứng đầu khác nhưng bởi vì bị quan nhập nhà giam cho nên hắn tu vi bị phong ấn cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Phượng Vũ lượng ra trùy thủ, đâm thẳng hắn trái tim thời điểm, hắn căn bản phản ứng không kịp. Lúc này tà viện trưởng, dùng một loại phi thường, phi thường, khó có thể tin ánh mắt nhìn chầm chầm Phượng Vũ, đôi mắt chừng cơ hồ muốn từ hốc mắt lan ra đây hắn nhìn xem Phượng Vũ. Lại cúi đầu nhìn chính mình ngực cắm vào trùy thủ, trùy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào. Chỉ còn lại có chuôi kiếm, thiết khí đặc có hàn ý, từ trái tim chỗ, lan tràn đến khắp người đau sợ hãi sợ hãi. Bởi vì bọn họ là ở lao ngục trung gian kia khối đất chống khu vực cho nên, bốn phía kia một gian gian trong phòng giam, mọi người, đều tận mắt nhìn thấy tới rồi Phượng Vũ vừa rồi làm sự. Kia dứt khoát nhanh nhẹn, sát phạt quyết đoán thủ đoạn. Quả thực làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là lợi hại nha đầu. Người người tả viện trưởng thân mình, kịch liệt lác lư một chút. Tả viện trưởng nguyên bản cho rằng, lần này bệ hạ đích thân đến, là muốn phóng hắn đi ra ngoài. Rốt cuộc, hắn chính là đế quốc học viện viện trưởng. Tấu chương xong. Chương 724 bệ hạ ta có cái bí mật. 5. Lùi một vạn bước giảng, liền tính chứng thực hắn làm dối kỳ cương một học sinh bài thi, cũng không đến mức có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả, cho nên ta viện trưởng không có sợ hãi. Nhưng là, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Phượng Vũ sẽ ra tay hơn nữa là nháy mắt đánh chết. Không có cấp bất luận kẻ nào thở dốc thời gian, ngay cả quân võ đế, hắn đều ngốc một chút. Theo sau, hắn nhìn chằm chằm phượng vũ ánh mắt hiện lên một mặt thật sâu hàn ý. Loảng xoảng Tả viện trưởng thân mình sau này đảo đi, cái gáy trực tiếp tạp rơi xuống đất mặt tạp ra một cái huyết động, máu tươi ào ạt chảy ra. Tả viện trưởng, đã từ tuyệt, quân võ đế cặp kia hung ác nham hiểm mắt gắt gao khóa trụ phượng vũ. Sắc bén mà thâm trầm lộ ra thượng vị giả uy nghiêm quyền sinh sát trong tay sắc bén mũi nhọn trong nhà ánh mắt nháy mắt dáng đến lạnh băng tất cả mọi người không dám ngôn ngữ thậm chí ngay cả đầy mình tâm tư bạch công công cùng vì phượng vũ lo lắng đại quản gia, giờ phút này đều im như ve sầu mùa đông không dám ngôn ngữ quân võ đế là thật sự nổi dần một cổ lạnh vô cùng gió lốc chiều phượng vũ thổi quét mà đi phượng vũ cảm giác được toàn thân thấu tâm lạnh cốt cách phát ra kịch liệt tiếng đánh toàn thân băng hàn, đau đớn, gần như hít thở không thông. Phượng Vũ hít sâu một hơi, hai chân uốn gối, quỳ dạp xuống quân võ đế trước mặt. Phượng Vũ, người thật to gan, quân võ đế hướng nàng hét to, người cũng dám giết hắn. Người thật đúng là dám nột, Phượng Vũ cắn môi dưới, dùng lực lượng lớn nhất chống đỡ thân thể rét lạnh. Nàng không thể vận dụng linh khí, bởi vì bệ hạ sẽ nhận thấy được nàng linh lực. Nói, quân võ đế một phách trưởng ghế bành dập nát mà hắn tắc đứng thẳng đứng dậy. Kia cao thẳng vĩ ngạn thân hình thượng, dày nặng gió to sưởng bao vây lấy. Để lộ ra thượng vị giả vô tận uy hiếp lực cùng quyền sinh sát trong tay khí phách. Phượng vũ cắn môi dưới, bệ hạ ta kính sợ ngài, ở ngài trước mặt xích hắn, thật sự là bởi vì nhịn không được. Có một số người ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phượng vũ nắm chặt nắm tay, lòng đầy cam phẫn. Quân võ đế bị khí cười, vì cái gì giết hắn? Hắn đáng chết, phượng vũ cắn răng, xem ra là có tư oán. Nếu ngươi nói có đạo lý, chậm tha cho ngươi bất tử. Nếu không, ngươi liền cho hắn tả hách chôn cùng đi. Phượng vũ nhìn thoáng qua tả hữu quân võ đế cười lạnh còn không thể nói đúng không? Bệ hạ thần nữ yêu cầu, ngầm nói. Phượng vũ ngẩng đầu cặp kia đen lúng liếng thanh chệt mắt to, trịnh trọng mà nghiêm túc đưa ra kiến nghị quân võ đế quả thực bị khí hô đô. Nhà đầu này còn một bộ đây là một bí mật ta chỉ cùng ngươi nói bộ dáng. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nếu nàng giải thích không rõ ràng lắm, nàng trên cổ đầu liền phải rớt. Ngươi cho rằng chậm sẽ cho ngươi cơ hội này. Quân võ đế hung ba ba chừng mắt phượng vũ. Sau đó, quân võ đế liền nhìn đến này tiểu nha đầu kia nho nhỏ thân mình run lên một chút. Chẳng lẽ là chính mình thanh âm quá dọa người quân võ đế đôi tay giao phủ ở phía sau hư lạnh một tiếng tiểu phượng vũ ngẩng đầu đáng thương hề hề xem xét quân võ đế liếc mắt một cái lần thứ hai cúi đầu quân võ đế thiếu chút nữa bị phượng vũ này động tác nhỏ cấp khí vui vẻ tiểu nha đầu còn muốn xem mặt đoán ý bất quá tiểu nha đầu kia đáng thương hề hề hình dáng thật đúng là làm nhân sinh không dậy nổi đại khí tới nhưng mà trên mặt quân võ đế lại sụ mặt nghiêm túc trạng cam tức nhìn phượng vũ Bệ hạ Phượng Vũ đi phía trước quỳ hai bước khoảng cách quân võ đế một mét xa. Bệ hạ cẩn thận, bạch công công toàn bộ hành trình cảnh giới. Sợ Phượng Vũ lần thứ hai bạo vọt lên tới. Dùng trùy thủ ám sát bệ hạ. Quân võ đế sùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn bạch công công liếc mắt một cái, hắn là cái gì thực lực. Cái này tiểu phế vũ năng động hắn. Có hay không đầu óc, tấu trương xong. chương 725 quả thực xem thế là đủ rồi. 6. Phượng Vũ mặc kệ bạch công công, nàng ngẩng đầu đầu kia trương trắng nõn tuyệt mỹ dung nhan thượng thanh triệt đen nhánh hai chòng mắt nai con thanh thuần. Liền như vậy đáng thương hề hề nhìn quân võ đế. Phượng Vũ chính là có một cái quân võ đế quốc đệ nhất mỹ nữ mỹ nhân mẫu thân, nàng có thể không đẹp sao? Nàng hiện tại học mỹ nhân mẫu thân trên người nam thành kiệu ủy khuất tiểu bộ dáng quân võ đến liền hung không đứng dậy, còn nghĩ lại chính mình có phải hay không quá hung. Bệ hạ ta giết hắn, là bởi vì năm đó, hắn chính là phế ta tu vi người chi nhất. Này thù không đội trời chung, ta chính là muốn báo thù. Phía trước hai câu lời nói còn nói rõng rạc hùng hồn. Cuối cùng nửa câu, liền có điểm chơi xấu. Quần võ đế nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Quần võ đế, người tu vi, không phải chính ngươi tham nhiều luyện phế sao? Mới không phải đâu. Phượng Vũ phải vì chính mình chính danh là tả gia phế đi ta tu vi. Nhà bọn họ nhưng hư nhưng hỏng rồi. Chứng cứ đâu, quần võ đế nghi ngờ. Ta giết hắn chính là chứng cứ. Phượng Vũ đương nhiên nói, nếu không phải thâm cừu đại hận ta như thế nào muốn lãng phí rớt một cái lớn như vậy nhân tình đi giết hắn. Bạch Công Công cùng Đại Tổng Quản đều hết chỗ nói rồi. Bạch Công Công là đối phượng Vũ lá gan xem thế là đủ rồi đại tổng quản là vì phượng vũ nhéo đem mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ hàng năm ở quân võ đế bên người hầu hạ, cho nên biết bệ hạ là cỡ nào âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, chính là nha đầu này cư nhiên ở trước mặt bệ hạ không kiêng nể gì nói thỏa thích muốn nói cái gì nói cái gì a, à. liền nhân tình đều ra tới a, à, nàng sẽ không sợ chết sao? bạch công công, ta liền ha hà, xem ngươi chết như thế nào, quân võ đế nhấm nuốt một câu lớn như vậy nhân tình. Phượng Vũ hai tròng mắt hắc bạch phân minh vô tội nhìn bệ hạ ta cứu Thái hậu mệnh bệ hạ ngài không phải thiếu ta thật lớn một ân tình sao? Vừa rồi ta không phải cùng ngươi báo bị sao? Quân võ đế hết chỗ nói rồi hóa ra nha đầu này vừa rồi thật sự có báo bị đâu? Bất quá Quân võ đế cười lạnh một tiếng người thân là Quân võ đế quốc con dân cứu chị Thái hậu vốn chính là ngươi thuộc bổn phận việc ngươi còn muốn ban thưởng? Còn cảm thấy chậm muốn thiếu ngươi nhân tình? chấm than ai cho ngươi lá gan? Phượng Vũ đáng thương hề hề buông xuống đầu nhỏ. Nói chuyện, quân võ đế hướng Phượng Vũ giống. Hảo hung Phượng Vũ héo ba ba ngẩng đầu, ủy khuất chít chít nhìn quân võ đế tiểu tiểu thanh lẩm bẩm một câu, nhà người khác. Nếu mẫu thân sinh bệnh bị dược sư cứu, không chỉ có đưa tiền, còn sẽ thiếu nhân tình. Phượng Vũ lời này nói nhưng nhỏ giọng nhưng nhỏ giọng, chính là quân võ đế có thể nghe không thấy sao? Lúc này hắn là thật bị khí vui vẻ. Quân võ đế mặt âm trầm, ý của ngươi là nói chẫm liền nông thôn dân phu đều không bằng lạc phượng vũ quỳ gối kia ngẩng đầu ưỡn ngực trên mặt chất đầy tươi cười ánh mặt trời sáng lạn gương mặt kia lại là như vậy mỹ nói ra nói càng mỹ bệ hạ ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng ngài chính là anh minh thần võ văn võ song toàn đức xứng thiên địa uy trấn hoàn vũ vạn người kính ngưỡng công dũ muôn đời lợi huệ thiên thu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, dũng mãnh phi thường uy vũ, vũ nội đệ nhất. Có một không hai kỳ tài, nghiêu thuấn chi đức, phan an chi mạo, duy ngã độc tôn, xá ta này ai? Vậy xem quần chúng toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều sắp rớt ra tới. Bạch công công quả thực xem thế là đủ rồi, hận không thể đối phượng vũ dơ ngón tay cái lên hắn này đây nịnh nọt sưng, còn riêng tích lũy phương diện này từ ngữ lượng, chính là cùng phượng vũ một so, bất luận là từ ngữ phương diện, vẫn là ra mặt phương diện. Hắn bạch công công là thật sự cam bái hạ phong. is nhà các ngươi tác giả sẽ có lớn như vậy từ ngữ lượng sao? Không tồn tại, Baidu thúc thúc nói cho tấu chương xong. Chương 726 hồi bệ hạ nói chân đã tê dần bầy đại tổng quản, hắn lão nhân ra đã vô pháp nhìn thẳng Phượng Vũ, vẻ mặt cười khổ. Đứa nhỏ này, nên túng thời điểm hoàn toàn túng, nên xuất đầu thời điểm tuyệt không lùi bước, nên nịnh nọt thời điểm tuyệt không hàm xúc, chỉ là này can đàm cùng ra mặt đại tổng quản cảm thấy. Này tai họa khẳng định là di ngàn năm, quân võ đế. Hắn liền như vậy nhìn Phượng Vũ tưởng nói chuyện, cư nhiên một chữ đều nói không nên lời, hắn lão nhân ra còn chưa từng có bị người như vậy trắng ra giáp mặt khen quá, phải biết rằng những người khác nịnh nọt nhưng đều là thực hàm xúc a à, bạch công công rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng a à, hắn là phản phượng vũ lập trường hắn là đứng ở phượng vũ mặt đối lập hiện tại tà viện trưởng bị giết nếu hắn cái gì cũng chưa làm đến lúc đó cùng tả gia minh ước nghĩ vậy bạch công công không thể không đứng ra phượng vũ cô nương ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã như thế dối trá bạch công công vừa mới nói ra này hai chữ phượng vũ đột nhiên gian ánh mắt sáng lên Đào hố chính là chuyên chôn người bạch công công, người rốt cuộc nhịn không được bản thân nhảy ra ngoài. Phượng Vũ ánh mắt nháy mắt vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ. Bạch công công, người nói ta khích lệ bệ hạ nói dối trá. Vậy người ý tứ là nói ta nói những lời này đó đều là lời nói dối lạc. Chúng ta bệ hạ không anh minh thần võ, không văn võ song toàn. Không đức xứng thiên địa, không uy chấn hoàn vũ, không vạn người kính ngưỡng, không công dũ muôn đời bạch công công thiếu chút nữa phải bị khí hộc máu hắn không phải ý tứ này chính là bị phượng vũ như vậy một khúc dài thật đúng là chính là ý tứ này bạch công công nơi nào còn đứng được a à, chạy nhanh té ngã lộn nhào bò quân võ đế trước mặt bệ hạ bệ hạ nô tài tội đáng chết vạn lần nô tài tội đáng chết vạn lần quân võ đế nhìn chằm chằm bạch công công ánh mắt âm u phượng vũ lúc này không có lại bỏ đá xuống giếng bởi vì nàng biết được tiện nghi liền không cần lại khoe mẽ vì thế nàng buông xuống đầu quỳ gối kia ngoan đến không được nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm quân võ đế ánh mắt từ bạch công công chuyển tới phượng vũ lại từ phượng vũ chuyển rời đến bạch công công trên người phượng vũ ngừng thần nín thở nàng này làm sao từng không phải ở từ quân võ đế điểm mấu chốt chỉ có thử ra điểm mấu chốt ở sau này hành sự chung nàng mới có thể đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa kia một chút nếu lúc này quân võ đế đã bạch công công một chân kia bạch công công còn tính không có việc gì nhưng nếu quân võ đế không nói một lời kia bạch công công về sau liền phải cẩn thận quân võ đế nhìn chằm chằm bạch công công không nói một lời ngược lại âm u ánh mắt nhìn chằm chằm phượng vũ phượng vũ người lá gan rất lớn a à. phượng vũ buông xuống đầu không dám nói lời nào cũng dám làm trò chẫm mặt nhanh nhanh tiểu bạch từ hạ bổ có bản lĩnh a à. phượng vũ rụt rụt cổ không dám nói lời nào ở ngươi trước mặt chẫm là ngốc từ sao lời này không thể không tiếc phượng vũ mãnh ngẩng đầu nghiêm trang mặt bệ hạ ngài như thế nào sẽ là ngốc từ đâu ngài thông minh tuyệt đỉnh cơ trí vô song tài trí hơn người mắt thấy một đại sóng tán dương chi từ đem ở năm giây sau tới chiến trường quân võ đế sắc mặt quả thực không biết nên hình dung như thế nào được rồi được rồi quân võ đế không kiên nhẫn xua tay tình tình ngươi nước miếng chẫm không kiên nhẫn nghe ngươi những cái đó nịnh nọt nói Nga, Phượng Vũ quỳ liền quỳ đi. Nàng còn thường thường hoạt động một chút thân mình. Quân võ đế chừng mắt nàng, thành thành thật thật quỳ, ngươi động cái gì động. Phượng Vũ ngẩng đầu kia nai con ướt át loang lổ mắt đáng thương hề hề, hồi bệ hạ nói. Chân đã tê dần quân võ đế thiếu chút nữa bị khí cười. Tấu chương xong. Chương 727 sách từ chi tâm 8 chân ma, quỷ người của hắn nhiều như vậy, lâu như vậy ai không chân ma. Liền nha đầu này sẽ nói ra tới. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế, quân võ đế ngược lại cảm thấy nha đầu này thẳng thắn. Đáng yêu. Thần là quyền mưu gia đế vương, thích nhất nhưng còn không phải là chân thành thẳng thắn có chuyện nói thẳng ngốc bạch ngọt sao? Bất quá quân võ đế mới sẽ không làm này tiểu nha đầu đắc ý. Miễn cho nàng trời cao Quân võ đế đôi tay bối ở sau người, sụ mặt cười nhạo một tiếng, đây là ngươi nói, đối chấm có kính sợ chi tâm. Phượng vũ nghiêm trang, bệ hạ, đây đúng là kính sợ ngài nột. Phải không? Quân võ đế hư lạnh. Đúng vậy nha, bệ hạ phượng vũ điều chỉnh một chút quỳ tư tìm kiếm một cái thoải mái tư thế, lúc này mới thực nghiêm túc nhìn quân võ đế, bệ hạ ta chân là đã tê dần sao, nhưng ngài hỏi. Ta nếu nói bừa một cái cớ, chẳng phải là ở lương ngài cho nên ta lý giải kính sợ chi tâm chính là chân thành thẳng thắn, không lừa gạt xích từ chi tâm. Bệ hạ ngài cảm thấy đâu? Quân võ đế thế nhưng vô pháp phản bác. Một bên đại tổng quản yên lặng ngẩng đầu nhìn phượng vũ cùng quân võ đế liếc mắt một cái ở trong lòng yên lặng phun tào. Bệ hạ ngài nói không kiên nhẫn nghe nhưng bất luận là chung quanh không khí vẫn là ngài thái độ đầu tương đã bất chi bất giác biến hào ngài có biết? Đại Tổng Quản trong lòng tạc bội phục Phượng Vũ A, đứa nhỏ này trên người giống như có một loại rất kỳ quái khí chẳng, giống như tự mang nhẹ nhàng thuộc tính, mặc dù lại bạo nộ người. Cũng sẽ bị nàng hai ba câu lời nói liền cấp ngắt lời tức giận toàn bay. Hôm nay Phượng Vũ những việc này nếu là đổi cá nhân làm, đã sớm bị kéo đi ra ngoài trượng đánh. Quân võ đế cũng là lấy Phượng Vũ không có biện pháp nha đầu này, người mắng nàng đi, nàng liền ngoan ngoãn nghe, người hơi chút buông lòng biếng nhác hảo thuận cột bỏ lên tới kết quả ngươi chừng mắt nàng liền buông xuống đầu còn ủy khuất ba ba nhìn ngươi thiên nha đầu này nhan giá trị còn cao duỗi tay còn không đánh gương mặt tươi cười người đâu huống chi là như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu võ đế cũng chưa triệt nhưng là đế vương chi tâm cao thâm khó đoán không ai biết võ đế nội tâm ý tưởng phượng vũ cũng không biết không biết khi nào tân ghế bành lại chuyển đến quân võ đế sau khi ngồi xuống Thong thả ung dung Liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, nghĩ như thế nào trừng phạt nha đầu này. Xích Từ Chi Tâm đúng không? Quân Võ Đế nghĩ tới Quân Lâm Uyên, đúng lúc này, Bạch Công công bỗng nhiên nói một câu, Vũ tiểu thư cùng quân điện hạ rất quen thuộc đi. Phượng Vũ sống lưng dùng mình, Bạch Công công trả thù tới thật nhanh. Quân Võ Đế trong lòng cũng đi theo dùng mình phải biết rằng quân lâm uyên chính là hắn nhất coi trọng hoàng tử hơn nữa tiểu bạch từ lời này lời nói có ẩn ý a à, quân võ đế trong đầu hiện lên kia cái mặc ngọc chiếu thái hậu cách nói kia khối mặc ngọc kia cái quan trọng lấy quân lâm uyên kia lãnh tình lãnh tâm tính tình hắn sẽ đem đồ vật đưa ra đi hơn nữa cố tình là phượng vũ quân võ đế liền cảm thấy quái nếu nói quân lâm uyên thích phượng vũ lời này nói ra quân võ đế cái thứ nhất không tin cho nên hẳn là trước mắt nha đầu này Phượng Tiểu Vũ, ngươi vừa rồi nói. Kính sợ chi tâm chính là chân thành thẳng thắn không lừa gạt xích từ chi tâm. Đó là nha. Vậy ngươi cho chậm nói nói, ngươi cảm thấy quân lâm uyên như thế nào? Quân lâm uyên như thế nào? Nhắc tới quân lâm uyên, Phượng Vũ liền một bụng khí. Từ Bắc Cảnh Thành đến vào thành trên đường, từ trên đường đến đế đô, này một đường một đường, quân lâm uyên hố nàng bao nhiêu lần. Khánh Trúc Nan Thư A. Hiện tại làm trò quân lâm uyên hắn thân cha mặt Phượng Vũ cỡ nào tưởng cáo trạng A. À? Chính là. Làm trò làm cha mặt nói nhân nhi tử nói bậy này không hảo đi. Tấu chương xong. Chương 728 bệ hạ hiểu lầm A. À? Phượng Vũ tức khắc rối giám thượng Người ở do sự. Quân võ đế nhìn chằm chằm Phượng Vũ. Nói tốt xích từ chi tâm đâu. Phượng Vũ thật là vác đá nện chân mình một cái xích tử chi tâm, thật là đem nàng chính mình cấp hố chết. Nàng trong lòng Quân Lâm Uyên dù sao thảm không nỡ nhìn, nàng đều không đành lòng hồi ức chính mình bị hắn hố bao nhiêu lần. Nhưng là tổng không thể làm trò người cha mặt cáo trạng đi. Quay đầu lại Quân Lâm Uyên đã biết không cho nàng sao trời mảnh nhỏ thế nào. Đây mới là quan trọng nhất. Phượng Vũ cắn răng, bài trừ gương mặt tươi cười Quân Điện Hạ A à, Hảo, thực hảo phi thường hảo đặc biệt tốt cái loại này Con của hắn hắn có thể không biết hảo sao thấy phượng vũ khen quân lâm uyên quân võ đế có một loại có chung vinh dự cảm giác nơi nào hảo quân võ đế giật giật thân mình tiếp tục không chút để ý hỏi phượng vũ thấy quân võ đế thay đổi cái thoải mái tư thế một bộ muốn nghe thao thao bất tiệt bộ dáng nàng lòng có điểm phương vũ tiểu thư bệ hạ hỏi ngươi đâu đại tổng quản hảo tâm nhắc nhờ thất thần phượng vũ nga này không phải quân điện hạ thật tốt quá trong lúc nhất thời từ ngữ nhiều đầu óc đều đổ sao phượng vũ cười gượng quân võ đế hóa ra nhà ngươi đầu óc còn giao thông tắc nghẽn a à, khụ khụ phượng vũ ho nhẹ một tiếng nếu muốn khen vậy muốn khen rốt cuộc khen bệ hạ cao hứng phượng vũ quân điện hạ đương nhiên hảo kia chính là thiên phú siêu tuyệt, linh lực siêu cường tối cao cường giả không người có thể địch phượng vũ nhìn trộm xem quân võ đế không phản ứng hào ta tiếp tục khen chúng ta quân điện hạ thông minh cơ chí mưu trí vô song đọc nhiều sách vở vô luận cỡ nào là ít được lưu ý tri thức hỏi hắn chuẩn biết đó chính là một tòa hành tàu thư viện a phượng vũ lại nhìn trộm xem quân võ đế vị này bệ hạ vẫn là một bộ không chút để ý bộ dáng vì cái gì đâu phượng vũ nghĩ lại tưởng tượng ai ra nàng bổn đã chết chỉ lo khen quân lâm uyên quên khen quân võ đế a Phượng Vũ chạy nhanh thay đổi đầu thương, chúng ta quân điện hạ. Anh Minh thần võ cơ trí vô song, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tiệt đại, người gặp người thích hoa gặp hoa nở quân điện hạ không hổ là ngài nhi tạp a. À. Liền cùng bệ hạ ngài giống nhau giống nhau tích. Khen xong rồi, Phượng Vũ còn rất đắc ý, bởi vì nàng không chỉ có nương khen quân lâm uyên, lại chụp quân võ đế mông ngựa, cứ như vậy, quân võ đế khẳng định liền vừa lòng đi. Nhưng mà quân võ đế càng nghe, sắc mặt lại càng sâu trầm, cặp mắt kia càng là nguy hiểm nửa nheo lại tới. Hắn đoán quả nhiên không sai. Nhà đầu này giống như bên ngoài rất nhiều cô nương giống nhau, đều thích nhà hắn quân lâm huyên đâu. Tiểu nhà đầu còn tưởng rằng hắn không biết đâu. Phượng Vũ nội tâm bỗng nhiên lột bộp một chút. Không tốt, khẳng định là nơi nào lầm từ từ, làm nàng ngẫm lại. Không đợi Phượng Vũ suy nghĩ cẩn thận, quân võ đế lại không nhanh không chậm mở miệng phượng tiểu vũ ngươi nói nhưng đều là thiệt tình lời nói quân võ đế đem phượng vũ một quân thật thiệt tình a à cho nên ngươi là thích quân lâm uyên lạc quân võ đế nhìn chằm chằm phượng vũ cười như không cười này trong nháy mắt, phượng vũ như là bị xét đánh giống nhau đứng thẳng bất động đương trường nàng rốt cuộc biết sai ở nơi nào Thế nhân đều cho rằng nàng thích Quân Lâm Uyên, Quân Võ Đế cũng có điều hoài nghi, cho nên hắn cố ý hỏi nàng đối Quân Lâm Uyên cái nhìn, mà nàng ở trái lương tâm đại khen đặc khen Quân Lâm Uyên khi, Quân Võ Đế lại nhận định nàng thích Quân Lâm Uyên. Cho nên nói, đây là Quân Võ Đế cho nàng đào một cái hố. Bệ hạ oan uổng a phượng, Vũ thiếu chút nữa liền choáng váng. Bệ hạ, hiểu lầm a, này thật là cái hiểu lầm. Tấu chương xong, trường 729 kia nha đầu biết đúng mực. Bệ hạ oan uổng a, à. ta cùng Quân Lâm Uyên không quan hệ, một chút quan hệ đều không có. Phượng Vũ thật là dùng kêu, kích động như vậy, ngươi ở che giấu cái gì? Ta thật sự không có che giấu. Phượng Vũ thật mau khóc. Nào có như vậy sống sờ sờ đem chính mình hố chết ví dụ. Phượng Vũ thật muốn chụp chính mình một đầu. Quân võ đế, ha ha, ngươi xem chậm tin hay không? nhưng là trên mặt quân võ đế lại lạnh nhạt nhìn chằm chằm phượng vũ liếc mắt một cái thích thái tử người nhiều cũng không kém ngươi một cái đúng 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 nếu bệ hạ chỉ là nghĩ như vậy kia cũng không phải không thể tiếp thu nhưng là bạch công công lại ở thời điểm này cắm vào tới một câu nghe nói chúng ta thái tử điện hạ còn khiêng quá vũ tiểu tư đâu khiêng khiêng quá cái này động từ quá không phù hợp quân lâm uyên phong cách Quân võ đế nháy mắt truyền mắt nhìn chằm chằm bạch công công, lại có việc này. Phượng vũ đánh chết bạch công công tâm tư đều có. Này người nào a à, nào có như vậy hố nàng. Bạch công công thấy phượng vũ vẻ mặt khổ sắc trong lòng nhưng cao hứng, hắn ra vẻ trầm tư một lát mới đối quân võ đế nói, bệ hạ, nô tài nghe là có như vậy một hồi sự, hình như là ở tiên hạ lâu. Phượng vũ, quân võ đế nhìn chằm chằm phượng vũ kia yeah, đó là bởi vì phượng vũ đang muốn giải thích đâu quân võ đế lại đứng lên về sau ngươi kêu thái tử biểu ca đi cũng coi như là trẫm còn ngươi ân tình này hắn cặp kia hung ác nham hiểm mắt nhìn chằm chằm phượng vũ thật sâu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái lập tức ra bên ngoài mà đi phượng vũ biểu ca ai muốn kêu quân lâm uyên biểu ca a à, nàng còn không có giải thích đâu chính là phượng vũ đã không có cơ hội giải thích bởi vì quân võ đế sớm đã đi xa cái này bạch công công. Bị hắn hố chết, Phượng Vũ nắm chặt nắm tay. Điều tra rõ là chuyện như thế nào. Quần võ đế thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhạt nhưng là mang theo rất nhiều hàn ý từ ninh cung. Phòng vương phi cùng độc cô hoàng hậu đều ở hầu hạ thái hậu. Các nàng hiện tại lưu đề tài cũng đúng là Phượng Vũ. Phòng vương phi nói Phượng Vũ lời hay, độc cô hoàng hậu liền chửi bới Phượng Vũ cho nên lúc này hai người nói lại mau xảo đi lên sau lại vẫn là bởi vì quân võ đế lại đây. Hai người mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Bệ hạ, phong vương phi vẫn là khang khang muốn nhận phượng vũ đương khuê nữ, chiếu ta nói, nếu không liền cấp chút tiền đuổi rồi đi. Độc cô hoàng hậu như vậy không thích phượng vũ, sao có thể sẽ làm nàng thân phận tôn quý lên. Phong vương phi tưởng nói chuyện nhưng là quân võ đế lại xua xua tay. Người khăng khăng muốn nhận thật cũng không phải không được bất quá chờ Thái Hậu hoàn toàn khang phục hảo quân võ đế đạm thanh nói, cũng không cần gióng chống khua chiêng. Thần thích mấy cái nhận nhận mặt cũng là được. Phong vương phi tuy rằng hành sự cường hãn, không kiêng nề gì, nhưng từ nhỏ lớn lên ở trong cung nàng, lại như thế nào sẽ xem không hiểu sắc mặt. Bệ hạ này thần sắc là thật sự có chút tích tụ đâu. Hảo đi, phong vương phi cảm thấy có chút thực xin lỗi phượng vũ, nàng quyết định quay đầu lại hào hào bồi thường phượng vũ một phen kia nha đầu, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc là cái phế vũ. Thái hậu nói, nếu nàng thật sự cùng quân quân như thế nào, về sau sinh ra cái tiểu phế hoa làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, thái hậu chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi, chạy nhanh xua tay, không được không được, này tuyệt đối không được. Nhã nhã, về sau tận lực đừng làm kia nha đầu tiến cung, biết không? Phong vương phi hết chỗ nói rồi. Quân Võ đế nói, "Mẫu hậu yên tâm, Nhi thần đã cảnh cáo nàng, kia nha đầu biết đúng mực." Phượng Vũ lại không biết trong cung đã định rồi nhạc dạo, đem nàng liệt vào không được hoan nghênh nhân vật hàng ngũ. PS, tiểu thiên sứ nhóm không cần quên đầu vé tháng Nga trang sau đầu vé tháng nhãn ngủ ngon vé tháng tấu chương xong. Chương 730 như vậy hắn về sau mới có thể hộ được ngươi phong vương phi ra cung sau chuyện thứ nhất chính là đem phượng vũ đi tìm đi bệ hạ cuối cùng một câu là làm ngươi kêu quân điện hạ biểu ca phong vương phi nhíu mày phượng vũ khó hiểu bệ hạ ý tứ không phải làm ta rời xa quân lâm uyên sao chính là hắn lại vì cái gì muốn ta kêu quân lâm uyên biểu ca ta tưởng ta biết vì cái gì vì cái gì bởi vì đã từng có một vị uyển ninh quận chúa quân lấy hắn cho nên hắn bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói Phong Vương Phi nhìn Phượng Vũ gần từng chữ một nói: Hắn nói ta Quân Lâm uyên tuyệt không sẽ cưới cái gì biểu tỷ biểu muội. Từ đây lúc sau những cái đó quận chúa liền tự động né xa ba thước, lại không dám phiền hắn. Phượng Vũ còn có loại này thao tác. Vành váo a. À. Phong Vương Phi tức giận chụp Phượng Vũ một đầu, nữ hài từ ra ra nói chuyện thuộc nữ điểm. Nga, Phượng Vũ xoa xoa chính mình bị chụp đau đầu. Phong Vương Phi hiện tại đã trước tiên tiến vào mẹ nuôi trạng thái chụp nàng liền cùng chụp phong tầm giống nhau thói quen người có phải hay không đắc tội bệ hạ? Phong Vương Phi hồ nghi nhìn Phượng Vũ như thế nào sẽ ta vẫn luôn khen hắn a à? khen hắn mặt mày hớn hở Phượng Vũ nghiêm trang Phong Vương Phi ngó Phượng Vũ liếc mắt một cái kia vì cái gì bệ hạ nói muốn nhận ngươi vì nghĩa nữ người trong nhà tùy tiện ăn một bữa cơm là được không cần đại làm Phượng Vũ ngạch hơn nữa còn muốn ở thái hậu khỏi hẳn lúc sau phong vương phi thở dài ở thái hậu khỏi hẳn lúc sau điểm này là khẳng định bằng không ta cũng vô tâm tình cùng tinh lực xử lý việc này nhưng là phong vương phi chính là không phục a à. dựa vào cái gì không cho chúng ta đại làm vốn dĩ ta còn nghĩ muốn cho khắp thiên hạ người đều biết ngươi là nhà của chúng ta phượng tiểu vũ xem về sau ai còn dám khi dễ ngươi phượng vũ ngạch kỳ thật không lớn làm cũng là tốt đâu hảo cái dám liền chưa thấy qua ngươi như vậy không tiền đồ ngươi nói nhanh lên ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội bệ hạ bệ hạ hỏi ta đối quân lâm Nguyên ấn tượng như thế nào phượng vũ nhìn phong vương phi ngài cảm thấy ta nên nói như thế nào khen a à, hướng chết khen đối đầu ta cũng là làm như vậy sau đó bệ hạ liền sinh khí ân, đại khái là khen quá mức, vuốt mông ngựa chụp đến dấu vết bệ hạ thế nhưng cho rằng ta thích quân lâm uyên phượng vũ khóc không gian nước mắt ta như thế nào sẽ thích hắn. Ta sao có thể sẽ thích hắn. a a a a a phượng vũ nắm tay làm hỏng mất trạng. Ha 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 ha, ha 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 phong vương phi cười đến ngã trước ngã sau, ôm bụng ai ra kêu đau, hốc mắt đều cười đến đã ươn ướt, ai ra ai ra. Ta bụng ai phượng vũ tức giận nhìn phong vương phi liếc mắt một cái này liền nói thông, ha 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 phong vương phi thật vất vả ngừng cười, khó trách bệ hạ làm ngươi kêu quân quân biểu ca, lại làm ngươi thiếu tiến cung, này phòng bị kia phòng bị. Hóa ra căn từ tại đây đâu? Phượng vũ buồn bực, phòng bị ta làm gì? Quân lâm uyên chán ghét ta đều không kịp sao có thể sẽ thích ta? hai từ A phong vương phi chọc chọc phượng vũ cái chán, liền người gương mặt này, liền đứng ở kia, liền cũng đủ làm người cảm giác được uy hiếp, làm người dựng thẳng lên đề phòng chi tâm. Người này hiện tại còn không có nảy nở đâu, người về sau chậm rãi nảy nở, nhưng làm thế nào mới tốt? Phượng Vũ, không được. Đến chạy nhanh đốc xúc A tầm hảo hảo luyện công. Phượng Vũ, A, à, như vậy hắn về sau mới có thể hộ được ngươi nếu không cầu vé tháng Nga tấu chương xong. Trường 731 nhưng kia sao có thể đâu ba? Phượng Vũ, kỳ thật ta có thể bảo hộ chính mình. Phong vương phi liếc phượng vũ liếc mắt một cái, ngươi thôi đi. Không có tu vi, ngươi thân thể lực lượng cường đại nữa cũng chưa dùng. Hiện tại ngươi gặp được đều là linh sư cảnh, cho nên ngươi không có linh khí đơn thuần dựa thân thể lực lượng cũng có thể hành. Nhưng là, đương người khác tấn chức đến linh tông cảnh, linh tôn cảnh. Người khác có thể tăng lên, mà ngươi đơn thuần dựa thân thể lực lượng tăng lên rất chậm rất chậm, đến lúc đó các ngươi tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Phong vương phi lời nói thấm thiên nói này ở quân đội liền giống như binh lính cùng quan quân khác nhau người không có linh lực nhiều nhất chỉ có thể đến một bậc giáo quan nhưng là có linh lực người vừa ra tới đó chính là sĩ quan cấp úy sau đó bình bộ thanh vân dọc theo đường đi đi thiếu úy trung úy thượng vị thiếu tá trung giáo thượng giáo thiếu tướng nhưng là tiểu vũ dựa thuần lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗn đến một bậc giáo quan vĩnh viễn đều làm không được quan quân cấp bậc a Phong Vương Phi nhớ tới liền đau đầu, đúng rồi, người thật không thích quân Lâm Uyên. Nếu có quân Lâm Uyên che chở, Phượng Vũ gương mặt này lại khuynh quốc huynh thành hắn cũng có thể hộ chủ. Ngài cũng đừng nói giỡn, đối quân Lâm Uyên ta cũng chỉ có kính nhi viễn chi, huống chi hiện tại trong cung lại là này thái độ Phượng Vũ cười khổ, nàng về sau nhìn thấy quân Lâm Uyên. Muốn càng trốn đến rất xa, như vậy cũng hảo, Phong Vương Phi gật đầu. Trong cung đề phòng cấp giống nhau phòng Vũ nhà đầu, làm giống như nàng rất muốn gả cho Quân Lâm Uyên dường như. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Là Phong Tầm, Phong Vương phi nhìn đến Phượng Vũ, liền một trận nhíu mày. Trước đừng nói Quân Lâm Uyên, chính mình trong nhà cái này a à tầm cũng cái phiền toái tinh đâu, đứa nhỏ này một cái kính kêu không cần muội muội, không cần muội muội phong vương phi đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm phong tầm thích phượng vũ liền nhìn đến phong tầm xả cái thiếu niên tiến vào là mục gia kia tiểu lục mục tiểu lục bồn tiểu vương cũng là có muội muội người về sau nhìn thấy ta muội muội đều nhường điểm hiểu mục tiểu lục vẻ mặt vô ngữ hắn vô tội nhường nào ở trên phố đi tới đi tới bị phong tầm thấy liền một cái kính cùng hắn khoe ra ta có muội muội ta có muội muội nhà ai còn không có cái muội muội a à? hắn mục lục trong nhà muội muội đó là từng đống hảo sao. Phòng tầm chính là hắn lão đại, mục lục chính là muốn ôm chặt này can đùi, vì thế chỉ có thể cười theo, phong tam ca, chúc mừng chúc mừng a à. ngài nhưng rốt cuộc có muội muội Kia nhưng không, ta muội muội là trên đời này xinh đẹp nhất muội muội Phải không, mục lục ở trong lòng tưởng, này không thể đủ đi. Quang từ dung mạo thượng xem, hắn lần trước gặp qua kia phượng tiểu vũ kia mới là thật xinh đẹp đâu. Đó là nha. Hơn nữa ta muội muội vẫn là trên đời này thông minh nhất muội muội. Phong tầm ngạo kiều cực kỳ. Phải không? Mục Lục ở trong lòng yên lặng phun tào, thật muốn luận thông minh nói, cô nương này nơi nào so câu trên thí đệ nhất Phượng tiểu vũ a. À? Kia chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất văn thí mãn phân cuốn thí sinh hảo sao? Đó là nha, hơn nữa ta muội muội còn sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật. Cái gì linh trận, cái gì y thuật, cái gì gì đó, nàng tất cả đều là lợi hại nhất phải không mục lục đôi mắt lấp lánh một bộ thực hưng phấn bộ dáng nhưng là thiếu niên này lại ở trong lòng yên lặng phun tào thổi đi thổi đi phong tam ca thổi cũng chưa biên nhi nha mục tiểu lục ngươi đây là cái gì biểu tình ngươi không phục đúng không 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 tam ca ta nào dám không phục à ta này không phải cảm thấy ngài có điểm khuếch đại sao nếu phong tam ca nhận muội muội là phượng vũ kia hắn thật đúng là tin nhưng kia sao có thể đâu Cầu vé tháng Nga tấu chương xong. Chương 732 làm quân lão đại che chở ngươi. 4. Khuếch đại, ha ha, Phong Tầm đắc ý rào rạt, đó là ngươi chưa thấy qua ta muội muội lợi hại. Chờ ngươi hiểu biết nàng có bao nhiêu lợi hại sau, dọa bất tử ngươi. Đó là đó là mục tiểu lục không thể không khuất phục với Phong Tầm dâm uy dưới phong tầm cùng mục tiểu lục là một đường lưu một đường hướng trong phòng khách đi tới cố tình phượng vũ cùng phong vương phi nhĩ lực đều hảo cho nên hai người kia đối thoại liền truyền tiến các nàng lỗ tai phong vương phi đều sửng sốt a à. phong tầm không phải không thích tiểu vũ sao hiện tại cư nhiên đối ngoại khoe ra hắn có một cái đặc biệt ghê gớm muội muội này phá hài từ đúng lúc này phong tầm mang theo mục tiểu lục tiến vào tiến đại sảnh phong tầm liền ngây ngần cả người Mẫu thân ở, Phượng Tiểu Vũ cũng ở. Phong tầm, vừa rồi hắn ở bên ngoài lời nói, mẫu thân không nghe thấy đi. Phong vương phi liếc phong tầm liếc mắt một cái, tầm tiểu tam, còn không mau lại đây gặp ngươi muội muội. Phong tầm ngồi ngay ngắn cái giá ngạo kiểu mặt ai hiếm là a. Ta đều nói ta không cần muội muội. Phong vương phi, mục tiểu lục phong vương phi cười lạnh bệ hạ nói, làm tiểu vũ kêu quân thái tử biểu ca. Cái gì, Phong Tầm thiếu chút nữa tức khắc nhảy lên, dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Đây là ta muội muội, nhà ta, dựa vào cái gì muốn phân hắn một nửa. Mục Tiểu Lục giật nhẹ Phong Tầm góc áo, "Tam ca tam ca, ngươi chỉ muội muội chính là." "Phượng Tiểu Vũ." Phong Tầm hiện tại cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, đáp Phượng Vũ bả vai, cấp Mục Tiểu Lục giới thiệu, "Về sau chính là ta Phong Tầm thân muội muội lạp. Là. Ngươi làm thủ hạ của ngươi người cảnh giác điểm, nếu là đắc tội ta muội muội, ngươi hiểu?" Mục Tiểu Lục khiếp sợ đến không được. Phượng Vũ cư nhiên thật là vị kia Phượng Vũ cô nương. A à. Mục Tiểu Lục là học cha, cho nên học cha đối học bá cùng thân cư tới cái loại này xuồng kính chi tình. Hắn cũng có a à. Mục Tiểu Lục vỗ ngực Phượng Vũ cô nương về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta Mục Lục. Tam ca muội muội chính là ta Mục Lục muội muội. Đi đi đi. Vừa rồi còn đối phong vương phi ngạo kiều phong tầm một tay đem Mục Tiểu Lục đẩy ra ta muội muội khi nào thành ngươi muội muội ai muốn phân muội muội cho ngươi giáo huấn mục lục phong tầm quay đầu liền nhìn chằm chằm phong vương phi vì cái gì muốn kêu quân lão đại biểu ca a à? biểu ca cũng là nửa cái ca a à, phượng tiểu vũ là hắn một người muội muội không nghĩ phân phong vương phi cũng là hết chỗ nói rồi phía trước còn luôn miệng không cần cái này muội muội không cần cái này muội muội như thế nào hiện tại liền bảo bối thượng không nghĩ phân chính là không nghĩ phân sao người nhìn xem người muội muội lớn lên thật đẹp a à, đó là ta phong tầm muội muội cần thiết đẹp a à. đây là còn không có nảy nở đâu chờ nảy nở càng đẹp mắt kia cần thiết a à. phong vương phi kia về sau ngươi một người có thể hộ trụ nàng nói dỡn ta phong tầm muội muội ta hộ không được nương người cũng quá coi thường ta đi ha hà người tu vi liền tả thanh loan đều so không được thật có thể bảo vệ ngươi muội muội ta phong tầm bị nghẹn họng biểu ca cũng là nửa cái ca có quân lâm nguyên cái này biểu ca che chở có người cái này ca ca giúp đỡ tiểu vũ mới có thể sống bình an trôi chảy tự do tự tại phong tầm nghiêng đầu tưởng tượng là nga quân lão đại là cỡ nào thô cỡ nào thô một cây đùi nếu tiểu vũ bế lên ai còn có thể khi dễ nàng đi a à, hảo phong tầm vỗ vỗ phượng vũ đầu vai muội muội ngươi yên tâm quay đầu lại ca ca liền đi tìm quân lão đại đi phi làm hắn che chở ngươi không thể phượng vũ Tấu chương xong. Chương 733 biểu ca. 5. Không từ bỏ Phượng Vũ liên tục xua tay, biểu ca gì đó, một biểu ba ngàn dặm xa ta xa hắn thì tốt rồi. Nói giỡn, quân lâm nguyên sát thật là một cái phi thường thô tráng đùi, chính là. Này đùi âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Quan trọng nhất chính là, hắn chuyên môn hố nàng hố to hố nhỏ vô số hố 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 không thôi cho nên phượng vũ không cần tiếp cận hắn đâu nàng nếu muốn hết mọi thứ biện pháp rời xa hắn người đừng thẹn thùng a à, phong tầm anh em tốt đắp phượng vũ bà vai đi 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 ca ca mang ngươi bái đỉnh núi đi mục tiểu lục hâm mộ nhìn phượng vũ thấy quân thái từ ai hắn đi theo phong tam ca mặt sau chạy kêu nhiều năm như vậy lão đại có thể thấy được đến quân điện hạ số lần chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay phong lão đại cũng chưa nói dẫn tiến hắn cấp quân điện hạ nhận thức. Chính là hiện tại, Phượng Vũ lập tức là có thể thấy quân điện hạ, hơn nữa có thể được đến hắn bao phủ mục tiểu lục hâm mộ mau khóc chọc. Chính là Phượng Vũ không đi không đi không đi, Phượng Vũ đầu diêu cùng chống bỏi giường như. Đi sao đi sao đi sao phong tầm túm Phượng Vũ cánh tay liền phải sách nàng đi. Không cần, Phượng Vũ kiên quyết cự tuyệt trời chiều rồi ta phải về nhà. Hoàng gia đều đã bày ra như vậy thái độ. Phượng Vũ mới sẽ không tự thảo không thú vị đâu. Phong Vương Phi cũng biết này cha, vì thế Liếc Phong tầm liếc mắt một cái, nói tốt bảo hộ muội muội đâu, có người như vậy khi dễ muội muội. Phong tầm, hảo đi, Phượng Vũ không đi, Phong tầm chính mình đi. Biểu ca, quân điện hạ vốn dĩ ở tu luyện, mặc dù Phong tầm giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau ở bên tay hắn díu rít, hắn cũng có thể tu luyện đi vào, nhưng là biểu ca là cái quỷ gì? Quân Điện Hạ phá lệ lần đầu tiên bởi vì Phong Tầm mà dừng lại tu luyện. Phong Tầm lẩm bẩm, vốn dĩ ta không nghĩ phân muội muội cho ngươi, nhưng là xem ở ngươi lớn như vậy chân phân thượng, hảo đi, muội muội phân ngươi một nửa nga, cũng chỉ có một nửa nga. Quân Lâm Uyên dùng xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Phong Tầm, ngươi đang nói ai? Phượng Vũ a, à, Phong Tầm đương nhiên, Phượng Tiểu Vũ hiện tại không phải ta muội muội sao? Vậy ngươi còn không phải là nàng biểu ca? Biểu ca cũng là nửa cái ca sao? quân điện hạ thiếu chút nữa trợn trắng mắt ai ngờ đương nàng nửa cái ca. Một vị toàn thế giới đều cùng ngươi giống nhau nhị A. À? Phong tầm còn ở kia lại nhảy, bất quá tiểu vũ thân cận nhất vẫn là ta cái này thân ca, ngươi chỉ là biểu ca, cũng không thể cùng ta đoạt A. À? Quân điện hạ từ phong tầm lời nói chung, vẫn là nghe ra một ít những thứ khác. Quân điện hạ cười lạnh một tiếng ai là nàng biểu ca. Ngươi nhưng đừng không nhận A, à? đây chính là bệ hạ chính miệng nói làm ta muội muội kêu ngươi biểu ca liệt phong tầm đắc ý rào rạt ta biết ngươi ghét nhất biểu muội gì đó nhưng là ta muội muội không giống nhau ngươi cũng không thể chán ghét nàng bệ hạ chính miệng phân phó này liền có ý tứ quân lâm uyên xem phong quản gia liếc mắt một cái phong quản gia gật gật đầu xoay người liền đi làm kế tiếp phong tầm nói gì đó quân lâm uyên cũng chưa nghe đi vào hắn trong đầu chỉ còn lại một câu bệ hạ làm nàng chính miệng kêu ngươi biểu ca a à. Bệ hạ, khi nào nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Quân điện hạ đôi mắt nguy hiểm nửa nheo lại tới. Hắn thói quen tính đi một bước xem bảy tám bước. Người khác trong miệng một câu. Hắn có thể bắt lấy mấu chốt nhất điểm, do đó kéo tơ lột kén tìm ra chân tướng. Không bao lâu, phong quản gia liền đã trở lại, bám vào quân lâm uyên bên tai, thấp thấp nói nói mấy câu. Sau đó, phong tầm liền nhìn đến, nhà bọn họ hỉ nộ không hiện ra sắc quân lão đại sắc mặt một mảnh xanh mét trong mắt phụt ra ra xương lạnh lạnh lẽo. PS cầu vé tháng Nga cầu vé tháng Nga. Tấu chương xong. Trường chương 734 có bao xa tránh rất xa biết không sáu. Phong tầm mở to hai mắt này, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ quân lão đại không thích phượng tiểu vũ? Đúng rồi, phong tầm vỗ đùi, hắn đắc ý vênh váo, cư nhiên quên mất quan trọng nhất một chút quân lão đại không thích biểu muội loại này sinh vật hơn nữa hắn không thích phượng tiểu vũ này hai dạng thêm lên hắn có thể thích mới là lạ quân lão đại phong tầm đang muốn nói chuyện chính là quân lâm uyên lại đột nhiên đứng lên phong tầm vừa thấy quân lão đại sắc mặt liền biết không hảo hắn sinh khí quân lâm uyên không có dư thừa nói bước ra chân dài liền đi ra ngoài quân quân lão đại ngươi ngươi đi đâu nhỉ a à? phượng tộc đơn giản hai chữ băng băng lương lương làm nhân tâm tóc lạnh quân lão đại nên sẽ không muốn đi đánh phượng tiểu vũ đi. Phòng tầm tức khắc nóng này, bước nhanh đuổi kịp vừa đi một bên ý đồ giải thích quân lão đại, kỳ thật kỳ thật là bệ hạ một hai phải ta muội muội kêu nha. Kỳ thật ta muội muội cũng không tưởng kêu nha, quân lão đại ngươi muốn đánh liền đánh ta đi đừng đánh ta muội muội, ta muội muội. Ta muội muội, ta muội muội, ta muội muội, quân Lâm Uyên chừng mắt phong tầm. Phong tầm vẻ mặt vô tội, quân điện hạ hắc một khuôn mặt lập tức đi ra ngoài phượng tộc tiểu vũ, người nhưng đã trở lại. Triều ca gần nhất một đoạn thời gian đều ở tại phượng vũ gia, dựa theo nàng cách nói, cái kia đoạn gia nàng mới không cần trở về đâu. Phượng vũ vươn một ngón tay, chọc chọc cơm nước xong nằm ngửa lộ ra tròn trịa tiểu cái bụng phượng thổ thổ. Là nàng ảo giác sao? Phượng thổ thổ gần nhất giống như lại viên. Phượng vũ một bên chiêu đùa tiểu hồ tử, một bên cười hỏi, trong nhà nhưng có việc. Có việc có việc đương nhiên có chuyện, người biết không? ngươi đệ đệ quả thực chính là tiên tài a. À. Chiều ca quả thực xem thế là đủ rồi. lúc này mới mấy ngày a, à, hắn đã tấn chức đến năm sao. năm sao linh sư, phượng vũ còn hành. còn có thu thúc, ngươi biết không? hôm nay hắn đã tấn chức đến linh tông một tinh, trực tiếp đã đột phá. phượng vũ ở phượng thổ thổ trên bụng vẽ xoắn ốc cũng không tệ lắm như vậy ngươi đâu? ha 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 ha. ta hôm nay cũng đột phá đến linh tông một tinh nga. À. Triều ca nhưng vui vẻ nhưng vui vẻ. Không gặp được tiểu vũ phía trước nàng tu vi chỉ có thể dùng căn cỗi tới hình dung. Không những chưa đi đến bước ngược lại còn lui về phía sau một đường thối lui đến năm sao linh sư cảnh giới. Nhưng là gặp được tiểu vũ sau mới mấy ngày. Nàng đều đã tấn chức đến một tinh linh tông cảnh. Đây là chất bay vọt a triều ca quan tâm hỏi đúng rồi tiểu vũ. Vương phi nương nương phía trước tới thời điểm muốn nói lại thôi ngươi đi đâu nhi. Chính là chịu ủy khuất. Tiến cung đi, trùng hợp gặp được Thái Hậu phát bệnh, đáp bắt tay, đem Thái Hậu cấp cứu. Phượng Vũ không để bụng. Cứu Thái Hậu, tiểu Vũ ngươi cư cứ nhiên cứu Thái Hậu. Triều ca tức khắc hứng thú bừng bừng, chúng ta bệ hạ nhất hiếu thuận. Người cứu Thái Hậu kia nhưng đến không được a à. về sau ở trong Hoàng Cung chẳng phải là có thể đi ngang. Phượng Vũ cười khổ còn đi ngang đâu, về sau trong Hoàng Cung xem nhưng không cho ta đi không nhìn thấy hoàng đế thái hậu giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng nàng sao làm cho giống như nàng rất muốn tiếp cận quân lâm uyên giống nhau ai hiếm là a à? vì cái gì vì cái gì vì cái gì nha triều ca khó hiểu phượng vũ chính xác nhìn triều ca tóm lại về sau hoàng cung a à, thái hậu a à, bệ hạ a quân thái từ gì đó chúng ta có bao xa tránh rất xa hiểu không phải thực hiểu phượng vũ không cần phải hiểu làm theo là được Nga rắc ngoài cửa truyền đến một trận đồ vật vỡ vụn thanh âm, nghe giống tường viên. Tấu chương xong. Chương 735 có như vậy khi dễ người sao bày. Phong tầm dùng một loại thực quỷ dị ánh mắt nhìn nhà hắn quân lão đại bóng dáng. Sau đó nhìn nhìn lại kia vỡ vụn thành cha đầu tường quân lão đại chân có như vậy trọng sao. Phượng Vũ từ bên trong lao tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đầu tường vỡ vụn hình ảnh. Này tường đằng trước vừa mới toái, thật vất vả sửa được rồi, hiện tại lại lần thứ hai vỡ vụn. Phượng Vũ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Quân Lâm Uyên, giờ phút này quân điện hạ đang lườm Phượng Vũ, biểu tình hung ba ba. Phượng Vũ xem ở Quân Lâm Uyên bên người, Phong Tầm đang ở cho nàng điệu bộ kêu biểu ca, mau kêu biểu ca muốn ôm đùi, cũng không phải là muốn nói ngọt sao? Phượng Vũ nguyên bản muốn hướng quân điện hạ phát giận, nàng tường cũng không dễ dàng hào sao. Nhưng là kinh phong tầm như vậy vừa nhắc nhở Phượng Vũ lui ra phía sau một bước, hai bước, ba bước cảm thấy khoảng cách đủ xa, lần này ôn ôn nhu nhu sách theo làn váy làm uốn gối trạng. Biểu ca mạnh khỏe. Quân điện hạ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đen kịt giống như bánh nướng nhan sắc phía trước phượng vũ tiến cung thời điểm chính là bị nhà nàng mỹ nhân mẫu thân ngăn đón trang điểm vừa lật cho nên hiện tại nàng màu trắng mở lan váy một bộ chiền chi hoa anh đào sắc trường áo thon dài tế bạch cổ vô cùng mịn màng ra cả người nhìn qua mặt mày dịu ngoan đẹp cực kỳ chính là quân lâm uyên lại chừng mắt nàng một bước hai bước ba bước nàng là muốn lui rất xa quân lâm uyên giận dữ chung quanh không khí nháy mắt liền dáng đến băng điểm triều ca vốn dĩ muốn ra tới nhưng là ngẩng đầu nhìn đến quân lâm uyên luôn luôn to gan lớn mật nàng nháy mắt túng nhược nhược miêu nhi dường như dịch về phòng đi phượng vũ hành lễ liền đứng dậy kia yên tĩnh mắt giống như kính hồ không gợn sóng trên mặt lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn ý cười biểu ca ngài đã tới phượng tiểu thất còn không mau lại đây tiếp khách phượng vũ nói xong lại thối lui hai bước khoảng cách quân lâm uyên xa hơn a à, ha phượng tiểu thất là ngốc hắn tiếp khách, hắn không phải tiểu hài từ sao? Vì cái gì muốn hắn tiếp khách? Hơn nữa quân điện hạ như vậy đáng sợ Phượng Tiểu Thất không những không có tiến lên, ngược lại còn tưởng sau này lui. Phượng Vũ một bên hướng quân điện hạ cười, một bên sách theo Phượng Tiểu Thất hạ giọng thân là nhà của chúng ta duy nhất nam nhân, còn không mau thưởng. Chính là tỷ, ngươi đâu? Phượng Tiểu Thất mau khóc, quân điện hạ là thật đáng sợ a à? Ánh mắt kia liếc lại đây, liền cùng phi đao dường như, sẽ giết người. Phượng Vũ cắn răng cười, người tỷ ta không phải danh môn khuê tú sao? Há có thể tùy tiện thấy khách lạ. Nói, Phượng Vũ liền phải hướng bên trong đi. Quân Lâm Uyên là cỡ nào đáng sợ sinh vật, nếu là bị trong cung biết hắn tới Phượng Tộc, nếu là bị trong cung biết hắn chạy tới thấy chính mình kia nàng cũng chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ chờ bị quân võ đế chém. Nhưng mà Phượng Vũ vừa mới đi rồi hai bước, phanh. Phượng Vũ ra môn thế nhưng không gió tự động trực tiếp đóng cửa kia môn quan không hề dấu hiệu thiếu chút nữa tạp đến phượng vũ cay mũi. Phượng vũ, hảo tưởng bùng nổ. Nhưng là nghĩ đến bệ hạ cảnh cáo, phượng vũ hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, xoay người thời điểm trên mặt còn mang theo ý cười, chẳng qua nói chuyện thời điểm cắn răng hàm sau. Biểu ca, ngài muốn thế nào? Quân lâm uyên cười lạnh. Hảo một tiếng biểu ca, đây là muốn cự người với ngàn dặm ở ngoài sao? quân lâm uyên chính là không nói lời nào cặp kia hắc vèo vèo âm u đôi mắt nguy hiểm nửa nheo lại tới chính là nhìn chằm chằm phượng vũ phượng vũ cảm thấy nếu quân lâm uyên đôi mắt là xuống ống nói trên người nàng khẳng định che kín thương khổng phanh đúng lúc này phượng vũ ra xong cửa sổ thế nhưng không gió tự bảo phượng vũ chấm than chấm than chấm than PS tiếp tục cầu vé tháng ngao vé tháng tấu trương xong mươi 736 nhà ngươi như thế nào sẽ có khúc linh trà? Hủy đi tường, phá cửa, hủy cửa sổ quân Lâm Nguyên đây là muốn hủy đi nhà nàng phòng ở sao? Nếu là dựa theo phượng vũ trước kia tính tình, lúc này sớm bảo, nhưng là, nghĩ đến quân võ đế uy nghiêm. Vị kia bệ hạ là thật đáng sợ, âm tình bất định hỉ nộ vô thường cùng quân Lâm Nguyên giống nhau giống nhau, hơn nữa hắn là thật sự sẽ giết người. Nghĩ vậy, phượng vũ chỉ có thể hít sâu một hơi trên mặt bài trừ một nụ cười cười tùm tìm nhìn chằm chằm quân lâm uyên biểu ca tới biểu muội tự mình tiếp khách tốt không quân điện hạ cũng không có nói tốt chẳng qua cặp kia hung ba ba đôi mắt hơi chút hỏa hoãn một ít phượng vũ hít sâu một hơi bài trừ một nụ cười biểu ca ngài trước ngồi ta đi pha ly trà muội muội cũng cấp ca ca pha ly trà bái phong tầm vui tươi hớn hở Phượng Vũ chừng mắt hắn liếc mắt một cái như thế nào không ngăn cản quân Lâm Uyên tới a, à, Phong Tầm buông tay, hắn cũng không nghĩ hảo sao, nhưng quân lão đại là hắn có thể ngăn được sao? Phượng Vũ cái này ca ca trông cậy vào không thường, Phượng Vũ đi vào liền nhìn Phượng Tiểu Thất, Phượng Tiểu Thất túng thấp hèn đầu, Phượng Vũ nhìn trầm chầm Triều Ca, Triều Ca cũng túng thấp hèn đầu, Phượng Vũ nhìn Thu Linh, Triệu Ma Ma thu thốt này vài vị nhưng vội vàng đâu không phải ở đóng đế giày chính là ở thu thập đồ vật phía trước cũng không gặp bọn họ như vậy vội a à, quân lâm uyên liền như vậy đáng sợ sao mọi người liều mạng gật đầu ân 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 phượng vũ phượng vũ vô ngữ chỉ có thể bưng một ly trà đi ra ngoài biểu ca đây là ngươi trà biểu ca ngươi cảm thấy mùi hương như thế nào đây chính là nhà của chúng ta tốt nhất trà biểu ca ngươi xem nhà ta cũng không có gì hảo ngoạn biểu ca biểu ca biểu ca biểu ca phượng vũ mỗi kêu một câu biểu ca quân điện hạ mặt liền đen một phân đến cuối cùng đã hắc có thể tích ra thủy tới phong tầm chỉ cảm thấy lãnh a à, lãnh đều khớp hàm run lên gì đây là cái gì hương vị phong tầm đi đến giàn nho hạ xách lên ấm trà chính mình cho chính mình đổ một ly hướng trong miệng một giót phốc phong tầm một hơi thiếu chút nữa không đi lên khụ 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 phong tầm bị nước trà sặc đến phổi đều phải khụ ra tới phượng vũ nhìn đến phong tầm trong tay sách theo ấm trà đôi mắt đều chừng lớn liều mạng cấp phong tầm nháy mắt ra dấu nhưng phong tầm xem không hiểu a à, hắn ngừng ho khan câu đầu tiên lời nói chính là phượng tiểu vũ nhà ngươi như thế nào sẽ có khúc linh trà cái gì khúc linh trà ngươi nhận sai phượng vũ chạy nhanh đem ấm trà đoạt lại đây phong tầm tức khắc nóng này hắn trừng mắt phượng vũ muội muội này thật là khúc linh trà a à? Người này ánh mắt thật là cũng không biết nói như thế nào ngươi đã khỏe. Vừa rồi ngươi lấy ra tới chiêu đãi quân lão đại, xác thật trà trung danh phẩm Long Diệp. Nhưng ở khúc linh trà trước mặt kia Long Diệp đã có thể hoàn toàn bất quá nhìn. Phượng Vũ, như vậy hủy đi nàng đại, thật là nàng hảo ca ca a. À. Phong tầm thấy Phượng Vũ không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng không tin, thực kiên định nói, không sai, đây là khúc linh trà, ở vô định chùa thời điểm, Ca ca ngươi ta may mắn ở lệnh hồ đại sư trong tay thảo đến một ly, cho nên ngươi đừng không tin ta. Phượng Vũ tức điên. Nàng thân thủ nấu ra tới khúc linh trà chẳng lẽ nàng chính mình không biết sao? Nàng cố ý lấy ra long diệp tới chiêu đãi quân lâm uyên, chính là không bỏ được lãng phí nàng khúc linh trà a. À? Cái này phong tầm, không hố nàng sẽ chết sao? Phong Tầm thấy Phượng Vũ thần sắc phức tạp, còn tưởng rằng nàng không tin chính mình nói, hắn còn lại đổ một ly, đưa cho Quân Lâm Uyên, "Quân lão đại ngươi phẩm phẩm, xem có phải hay không khúc linh trà." Tấu chương xong. Chương 737 Bệ hạ ở nơi nào một? Phượng Vũ tức giận đến hung hăng dẫm Phong Tầm một chân. "Cái này hố muội ra hỏa." Thừa nhận khúc linh trà chẳng phải là thừa nhận nàng không có lấy ra tốt nhất trà chiêu đãi quân điện hạ sao nhà các ngươi quân lão đại lòng dạ liền cùng lỗ kim như vậy tế sẽ bị mang thù ngươi tạo sao ta hào ca ca nhưng phong tầm thật không biết a à, hắn còn truy vấn quân lão đại đúng không là khúc linh trà đi ngươi không phải ở vô định chùa thường uống sao cái gì vô định chùa cái gì khúc linh trà a à? phượng vũ vẻ mặt vô tội vô định chùa chính là lệnh hồ đại sư vô định chùa A, lệnh hồ đại sư khúc linh trà kia chính là nổi tiếng xa gần, bệ hạ có sảnh đều sẽ đi thảo một ly uống uống đâu. Người cũng không biết, lệnh hồ đại sư khúc linh trà nhưng khó được nhưng khó được ta uống qua một hồi, chính là cái này hương vị. Phượng vũ mặt ngoài cười hì hì nội tâm MMP. Hảo muốn đánh người như thế nào phá? Phong tầm, lệnh hồ đại sư quá keo kiệt mỗi lần đi quân lão đại liền có thể thông suốt tiến ta lại phải thường xuyên ngồi ở người gác cổng bị mũi cắn ngẫu nhiên mới có thể được phép đi vào ô ô ô phong tầm càng nói càng tâm tắc đúng rồi tiểu vũ ngươi này biểu ca kêu ta như thế nào lông tơ thẳng dựng đâu nếu không ta hào phóng điểm nhi ngươi trực tiếp kêu hắn ca phượng vũ cùng quân lâm uyên đồng thời trừng mắt phong tầm phượng vũ ai muốn kêu hắn ca quân điện hạ ai phải làm hắn ca phong tầm, các ngươi làm gì đều chừng mắt ta, hảo hung đứng thẳng một bên phong quản gia nhìn phong tiểu vương ra, lắc đầu, lại lắc đầu. Sau đó lại nhìn xem hung ba ba trường phượng vũ nhà mình điện hạ, lắc đầu, lại lắc đầu. Bỗng nhiên, quân điện hạ đứng lên, phượng vũ trong lòng vui mừng, cung tiễn biểu ca. Này vui mừng ngữ khí quân điện hạ hít sâu một hơi, chừng mắt phượng vũ còn dám kêu một tiếng biểu ca thử xem. Phượng vũ đáng thương hề hề cắn môi dưới, bệ hạ làm kêu. Quân điện hạ thật vất vả áp lực đi xuống lửa giận, lại đằng một chút lên đây. Quân lão đại, quân lão đại ngươi đi đâu nhi a, à? Phong Tầm mắt thấy liền phải đuổi theo đi. Phong quản gia lại đối hắn lắc đầu. Điện hạ muốn đi hoàng cung. Phong quản gia kịch thấu. Phong Tầm nghi hoặc Phong quản gia ngươi như thế nào biết hắn muốn đi hoàng cung? Phong quản gia, ta còn biết bệ hạ phải có phiền toái đâu. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể nói, nói liền hạ thấp bệ hạ uy vọng cùng đế vương uy nghiêm trong hoàng cung, ngự thư phòng. Điện hạ, ngài nhìn đến quân thái từ cuốn hàn khí đi nhanh mà nhập ngự thư phòng giá trị thủ thái giám sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống đất thượng Quân lâm uyên tiến vào sau, cặp kia đen kịt ánh mắt nhìn quét một vòng, kỳ ánh mắt hàn ý lạnh băng. Cành gác thái giám chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, trong lòng lạnh cả người, cả người run bần bật. Điện hạ thật là đáng sợ hắn bạo nộ thời điểm, thậm chí so bệ hạ còn đáng sợ nghĩ vậy canh gác thái giám quỳ trên mặt đất vừa động cũng không dám động. Bệ hạ ở nơi nào? Quân lâm nguyên thanh âm lạnh băng, toàn bộ ngự thư phòng độ ấm dáng đến băng điểm. Bệ, bệ hạ đi từ ninh cung canh gác thái giám mỗi một chữ đều là run. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu xem quân thái tử. Sợ một cái không cẩn thận dây tiếp theo, hắn liền sẽ trở thành một khối thi thể. Quân lâm nguyên xoay người liền đi, liền ở xoay người nháy mắt bỗng nhiên hắn ánh mắt nhìn đến bàn thượng một cái đồ vật thân hình dừng một chút lập tức liền hướng kia địa phương mà đi canh gác thái giám thấy quân điện hạ cầm lấy kia đồ vật tức khắc tâm liền lạnh điện điện hạ canh gác thái giám trong lòng tràn ngập hoảng sợ lại vẫn là không thể không nói bởi vì kia đồ vật là hắn sửa sang lại cũng là bệ hạ phân phó hắn đưa ra đi Phượng Vũ mặt ngoài cười hì hì nội tâm MMP là quán bình luận sách khu thời điểm nhìn đến 10 vạn ML vị này người đọc phát cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Liền dùng đi vào 10 vạn ML đồng hài nhìn đến sau, mang hậu trường bình luận chụp hình, đi vào lãnh cái bao lì xì Nga đàn hào, 640.236.664. Tấu chương xong. Chương 738 người cái này nghiệp chướng hai Quân Lâm Uyên nắm lên bàn thượng đồ vật liền ném cho phong quản gia. Điện, điện hạ canh gác thái giám mau khóc, điện hạ đem đồ vật lấy đi, hắn sẽ chết. Quân Lâm Uyên liếc mắt nhìn hắn. Đây là bệ hạ phân phó đưa cho chư vị hoàng tử khúc linh trà trồi mầm từ lệnh hồ đại sư kia đến cho nên thái tử điện hạ ngài như vậy lấy đi, thật sự sẽ chết người. Danh sách, quân Lâm Uyên cười lạnh. Canh gác thái giám nơi nào thừa nhận được quân Lâm Uyên thế công? không thể không từ trong lòng ngực lấy ra danh sách. Quân Lâm Uyên nhìn danh sách sau, khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Hắn thu hồi danh sách xoay người liền đi. Điện hạ canh gác thái giám thật sự khóc là bị dọa. Quân Lâm Uyên lập tức hướng từ Ninh Cung mà đi. Từ Ninh Cung, Thái Hậu đã ngủ hạ, bệ hạ là cái hiếu tử. Hắn không yên tâm người khác ngao dược giờ phút này chính cuốn tay áo, đánh quạt hương bồ. Từng cái quạt hỏa đâu? Quân Lâm Uyên chính là lúc này lại đây hắn vừa tiến đến, toàn bộ từ ninh cung ấm áp đều dáng đến băng điểm. Thậm chí quân võ đế cầm quạt hương bổ phiến hỏa đâu, lúc này ngao dược ánh lửa đều bị sậu hàng độ ấm cấp dập tắt. Quân võ đế trong lòng một trận lửa giận dâng lên, ai? Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nổi giận đùng đùng, bí mật mang theo hàn băng mà đến quân lâm uyên quân điện hạ một bộ đẹp đẽ quý giá khí phái gió to sưởng khí chàng làm cho người ta sợ hãi hắn từ bước vào từ ninh cung khởi cặp kia hàn băng thâm mắt liền nhìn chằm chằm quân võ đế không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giống như tuổi trẻ lang vương nhìn chằm chằm trung niên lang vương quân võ đế tức khắc không cao hứng ngao lâu như vậy dược này ánh lửa một tắt tức khắc bạch ngao vì thế hắn lập tức đứng lên ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm quân lâm uyên nhíu mày cả giận nói quân lâm uyên ngươi có ý tứ gì quân lâm uyên cười lạnh lại không có nói chuyện quân võ đế nổi giận chỉ vào một bên dược lò ngươi có biết hay không ngươi hoàng tổ mẫu chở uống này dược đâu ngươi trực tiếp đem hỏa dập tắt ngươi đây là tính tình chi ai xem đâu ở từ ninh cung quân võ đế vẫn luôn đều tương đối việc nhà bởi vì lão phật gia không thích hắn bày ra đế vương tư thái quân lâm uyên cặp kia hãi lãnh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân võ đế đáy mắt thật sâu sâu không thấy đáy hắn ẩn có nhảy lên giận diễm chật lóe mà qua quân võ đế cười lạnh xem ra ngươi là riêng tới cùng chậm tìm cha ngươi nhưng thật ra nói nói chậm như thế nào chọc ngươi bởi vì quân lâm uyên thiên phú tu vi quá mức xuất chúng cho nên rất nhiều thời điểm quân võ đế ở quân lâm uyên trước mặt rất khó bày ra đế vương uy nghi chủ yếu là quân lâm uyên hắn không nhận a à. Quân Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng không điểm khẩu số. Quân võ Đế lại tức lại giận, sắc mặt xanh mét, run rẩy ngón tay chỉ vào Quân Lâm Uyên, ngươi này phá hài tử làm sao nói chuyện? A, à, ngươi biết ngươi là ở với ai nói chuyện sao? Ngươi cứ nhiên cùng ngươi lão tử nói loại này lời nói, không muốn sống nữa ngươi a. À? Quân võ Đế tức giận đến run rẩy a, liền tính hắn không phải hoàng đế cũng là hắn lão tử a à? cái này nhãi danh. Mặt khác hoàng tử cái nào ở chậm trước mặt không phải ngoan ngoãn nghe lời. Dịu ngoan hiếu thuận, chậm như thế nào sinh ra ngươi như vậy nghịch từ. Ngươi cái này nghịch từ. Quân lâm uyên cười lạnh ngoan ngoãn nghe lời chó nhật trừ bỏ vẫy đuôi lấy lòng còn có thể làm cái gì. Người người quân võ đế thật là bệnh tim đều sắp bị khí ra tới, người cái này nghiệp chướng Có người nói như vậy ngươi huynh đệ sao? Người cái này quân võ đế giơ tay liền phải trừ quân lâm uyên cái tát triều thần đối hắn kiểu gì kính sợ, bá tánh đối hắn kiểu gì tôn sùng, cái này nghịch từ. Nhưng mà đúng lúc này nguyên bản ở trên giường ngủ yên thái hậu bị đánh thức tố trương xong.